cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1921, từ lúc nào có thêm nghiệp vụ mới. Sắc trời u ám, không có lấy một chút ánh trăng, khắp nơi đều là một màn đêm đen kịt. Mọi người ngồi ở trên xe bảo mẫu chờ đợi, phía trước là một cây cầu. Muốn đi đến khu đông, cây cầu kia là nơi bắt buộc phải đi qua, trừ khi có thể tự mình bơi sang sông. Con bà nó, phong tỉ, chờ lâu như vậy mà vẫn không thấy chiếc xe nào đi qua. Lần này, sẽ không phải là võ đạo liên minh công hội vận chuyển theo đường thủy đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chờ đợi có phải là phí công rồi không? Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe bắt đầu nói vậy, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào trên người bắt đầu, gần như chăm miệng một lời, ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại. Bắt đầu, lại khoảng chừng nửa giờ trôi qua, chiếc xe gia đình hiệu MVP bỗng nhiên bị thất tinh mở ra. Phong tỷ, có động tính, thất tinh mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Oản Oản, trong nháy mắt đều tỉnh táo hẳn lên, nhất thời từ trên chiếc xe MVP đi xuống. Đúng như dự đoán, ba chiếc xe tải lớn đang nối đuôi nhau thong thả chạy. Nhìn dáng dấp là đang dự định qua cầu. Còn bà nó, đó là xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội. Bắt đầu hít mắt nhìn về phía trước, sau khi thấy rõ bảng số xe, nhất thời kích động nói. Hành động. Diệp Oản Oản thấy xe vận chuyển của Võ đạo Liên minh công hội đi tới, lập tức quả quyết ra lệnh. Lúc này, một ông lão quần áo lam lũ đi ra. Con bà nó, thằng ăn xin này là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắt đầu nhìn chằm chằm ông lão nhìn y như là ăn mày kia, sợ hết hồn. Đại trưởng lão cũng không thèm phản ứng lại bắt đầu trực tiếp đi lên cầu. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc xe tải lớn chậm chạp đi tới đầu cầu. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão quần áo lam lũ, chân mày gã tài xế khẽ nhíu lại, nhanh chóng nhấn còi, hơn nữa còn nhá đèn xe liên tục cảnh báo nguy hiểm. Nhưng mà, đại trưởng lão thật giống như bị kinh sợ, toàn thân run bắn mà ngã vật ra đất, nằm ngang. Con bà nó, xa xa, bắt đầu mặt đầy rung động, giả vờ bị tông xe. Không sợ minh chúng ta từ lúc nào có thêm nghiệp vụ mới vậy? Kim trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên xe tải lớn, gã tài xế hướng về phía kim trưởng lão ở sau lưng, hỏi. Giờ phút này, kim trưởng lão như có điều suy nghĩ. Thân là cao tầng của võ đạo liên minh công hội, có thể trở thành một vị trưởng lão, há có thể không khôn khéo sao? Cán tới. Rất nhanh, kim trưởng lão liền đáp lời. Nghe vậy, người lái xe sửng sốt một chút đã hiểu. Kim trưởng lão rứt tiếng, chiếc xe tải lớn dẫn đầu chậm rãi lên cầu, hoàn toàn phất lờ đại trưởng lão giả bộ bất tỉnh ngã xuống đất, xem ông ta như là không khí. Con bà nó, phong tỉ, để cảm thấy chúng ta vẫn là nên bỏ bớt nghiệp vụ, giả vờ bị tông xe, này đi, quá nguy hiểm. Bắt đầu liền vội vàng nói với Diệp Oản Oản, chợt xông lên chiếc MVP, không nói hai lời, một cước đạp mạnh chân ga, bằng một tốc độ cực nhanh, lái chiếc xe bảo mẫu ngăn ngay ở phía trước đầu xe tải. Cái vị đại trưởng lão này, lỡ như đóng giả bị xe đụng, lại bị đè chết thật, vậy thì oan uổng biết bao nhiêu. Bắt đầu cũng không dám ở lại trên xe bảo mẫu, lập tức nhảy vọt xuống. Thứ hắn cản là xe tải đấy. Xe, tải, có ngu mới ngồi lại trên xe. Động thủ. Mắt thấy phương án thứ nhất chưa thành công, Diệp Oản Oản chỉ có thể trực tiếp ra lệnh cưỡng chế. Diệp Oản Oản dứt tiếng, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão hai người trong nháy mắt xông tới tứ trưởng lão và nhị trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ cũng không cam chịu bị rơi lại ở phía sau. Người nào người nấy vắt chân lên cổ chạy tới, đồng loạt sung phong, lao thẳng về phía mấy chiếc xe tải. Giờ phút này, xe tải lớn đi đầu bỗng nhiên bị chiếc MVP lao ra cản đường, tốc độ của hai chiếc xe còn lại ở phía sau dĩ nhiên cũng chậm lại. Chỉ thấy, tam trưởng lão một người một ngựa đi tới tới ghế tài xế của chiếc xe thứ ba, đấm ra một quyền, đánh vỡ kính xe, Nhanh chóng mở toang cửa, tóm lấy gã tài xế lôi ra ngoài. Chương 1922, phát hiện bất ngờ. Mấy vị trưởng lão và đường chủ cũng rối rít noi theo, dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, đánh vỡ cửa kính xe, khống chế và đánh trọng thương mấy gã lái xe. Bọn họ chặn đường xe tải lớn, cũng không phải chuyện đùa đâu. Lỡ như để cho tài xế tỉnh hồn lại, lúc đó muốn ngăn xe tải lại, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Hừ to gan lớn mật lúc này kim trưởng lão hử lạnh một tiếng vọt ra khỏi chiếc xe tải đi đầu trừ kim trưởng lão ra còn có hai người đàn ông trung niên thuộc võ đạo liên minh công hội xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội mà cũng dám cản một gã đàn ông trong số đó hướng về bốn phía quan sát lạnh giọng quát lên là ai tới mau báo danh ra mặt kim trưởng lão đầy vẻ bình tĩnh mà kim trưởng lão vừa dứt tiếng Diệp Oản Oản chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, con người kim trưởng lão khẽ hít một cái. Kim trưởng lão, đã lâu không gặp, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm kim trưởng lão, khẽ mỉm cười. Ồ, kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, ta tưởng là ai, nguyên lai là bạch minh chủ của không sợ minh, bạch phong. Quả đúng là không tệ à nha, độc lập châu này, không sợ minh dựa vào cướp bóc để sống. Chỉ bất quá, cướp đồ của võ đạo liên minh công hội, Bạch Minh chủ, sợ là có chút không thức thời rồi đi. Ngậm mõm chó của ngươi lại, một bên bắt đầu chỉ thẳng vào mặt Kim trưởng lão, cười lạnh khoe khoang, chúng ta chứ cướp ra, cũng đi trộm, còn có giả vờ bị xe đụng, có rất nhiều nghiệp vụ. Ngươi biết cái cọng lông. Diệp Oản Oản, có thể bớt nói vài câu được không? Cảm ơn. Chớ có nói nhảm cùng lão già này, cùng tiến lên, trong thời gian ngắn nhất bắt lão ta lại. Tam trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi đối với bọn họ. Lúc trước Minh chủ đã từng nói, phải trong nháy mắt bắt lấy Kim trưởng lão. Không đợi Kim trưởng lão kịp phục hồi lại tinh thần, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và cả mấy vị đường chủ, trong nháy mắt vây lấy Kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên của Võ đạo Liên Minh công hội. Gã Kim trưởng lão này, mặc dù có võ công khá tốt, nhưng giờ phút này phải đối mặt với hơn chục người, cũng chẳng thấm béo vào đâu. Cùng lắm chỉ mất chừng 15 phút, kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên kia, lần lượt bị đánh bại, sau đó bị trói gô cổ, ném vào bên trong chiếc MVP. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Oản Oản cùng đại trưởng lão, thất tinh, và hai vị đường chủ rời đi trước, những người khác lưu lại thanh lý hiện trường, tuyệt đối không để sót lại một chút chứng cứ nào sau khi đám người Diệp Oản Oản và thất tinh lái xe MVP rời đi, ở đây còn lại tam trưởng lão, bác đầu, và cả đám người tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ hiện trường, vụ bắt cóc. Bắt đầu leo lên xe tải lớn, nhìn tài nguyên chất trồng trong xe, nhất thời mắt nổ đom đóm, con bà nó, các người mau lại đây nhìn một chút. Nghe tiếng, tam trưởng lão chạy nhanh nhất, sau khi nhìn thấy từng xe từng xe đầy tài nguyên kia, cũng không nhịn được suýt xoa một tiếng trừ số lượng lớn hiện kim ra, còn có rất nhiều thảo dược quý, có dùng tiền cũng không mua được. Tam trưởng lão, trong xe còn có người. Bỗng nhiên, một vị đường chủ mở miệng hô lên. Ồ, tam trưởng lão và bắt đầu lập tức tập trung tinh thần. Sau khi mở chiếc xe thứ ba ra, tam trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Một người đàn bà nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi bị trói gô cổ. Vào giờ phút này, bắt đầu mặt đầy mộng bức mẹ, tại sao lại là mẹ? Cái gì? Nghe bác đầu nói vậy, thần sắc tam trưởng lão càng thêm kinh ngạc, bác đầu, đó là mẹ của ngươi. Là mẹ tôi, bác đầu gật đầu liên tục. Vậy ngươi còn không mau nhanh giúp mẹ của ngươi mở trói? Nhị trưởng lão nói. chương 1923, nhất định là vừa ý mẹ đệ. Đúng đúng đúng, bác đầu liền vội vàng tiến lên, mở trói cho người phụ nữ kia. Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là mẹ bị xe tông, đang dưỡng thương tại bệnh viện sao? Làm sao lại bị người của võ đạo liên minh công hội trói? Có chuyện gì, bắt đầu mặt đầy mộng bức. Mẹ hắn chỉ là một người bình thường, võ đạo liên minh công hội trói mẹ hắn để làm cái gì? Mẹ, sẽ không phải là, lão già họ kim chết bằng kia. Vừa ý mẹ rồi đi, bắt đầu mặt đầy lo âu. Giờ phút này, người phụ nữ nó có chút suy yếu, nhìn bắt đầu một cái, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Đừng nói nữa, có chuyện gì trước tiên trở về rồi hãy nói. Tam trưởng lão lên tiếng. Nhìn một chút xem trên xe có thiết bị theo dõi, hoặc máy định vị hay không. Nếu như có, hủy toàn bộ đi, sau đó giấu mấy chiếc xe đi. Nhị trưởng lão nói. Không bao lâu, ba chiếc xe tải lớn liền bị giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo. Mọi người thì lại lập tức trở về không sợ minh. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc tại không sợ minh. Diệp Oản Oản vừa mới uống một hớp nước, bắt đầu đã đỡ mẹ của cậu ta đi vào trong phòng làm việc. Thấy vậy, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ, đây là có chuyện gì? Phong tỷ, đây là mẹ đệ, bắt đầu vội vàng nói. a à, nghe bắt đầu giới thiệu, Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức rồi. Bắt đầu làm sao lại dẫn mẹ của cậu ta tới đây? a à, gì, chào gì? Diệp Oản Oản hướng về phía người phụ nữ nọ, lên tiếng chào hỏi. Bà ta hướng về Diệp Oản Oản quan sát, khẽ vuốt cằm. Phong tỷ, tỷ nhất định phải làm chủ cho mẹ của đệ. Mẹ đệ bị lão bất tử họ Kim kia trói đi, giấu ở trên xe. Lão bất tử chó chết kia, nhất định là vừa ý mẹ đệ. Bác đầu mặt đầy tức giận, chó má. Phó đạo liên minh công hội, tự cho mình là chính nghĩa, lại có thể làm ra loại chuyện này. Đệ chửi tổ tông 18 đời của bọn chúng. Chớ nói nhảm, người phụ nữ lườm bắt đầu một cái. Diệp Oản Oản, khá là quái dị à nha. Mẹ đây là lão bản của con, minh chủ không sợ minh. Bắt đầu mở miệng nói. Ừm, nữ nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, gật đầu một cái, trước tiên phải cảm ơn cô từ trước tới nay đã chiếu cố cho bắt đầu nhiều rồi. Vâng, Diệp Oản Oản đáp. Đúng rồi, a di phó đạo liên minh công hội, tại sao lại muốn bắt bà? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút hiếu kỳ. Phó đạo liên minh công hội này, nếu như bắt trói bắt đầu, nàng còn có thể lý giải được nhưng còn bắt mẹ của bác đầu chuyện này có thể là có hiểu lầm gì đó tôi cũng không biết nữa người phụ nữ có chút yếu ớt đáp lời một giây kế tiếp khóe mắt của bà ta đảo nhanh qua vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn kia trên tay diệp oản oản trong mắt bà ta bỗng lóe lên một vẻ khiếp sợ khó có thể dùng lời để diễn tả bắt đầu tôi còn có chút chuyện cậu chú ý chăm sóc gì thật chu đáo diệp oản oản sau khi giao phó một câu với bác đầu liền xài bước đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Oản Oản trở lại, lập tức bắt nhốt kim trưởng lão ở bên trong một cứ điểm bí mật của không sợ minh ở bên ngoài, chứ không giấu tại trụ sở chính. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Oản Oản đi tới cứ điểm bí mật, thấy trên người kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên kia bị xích sắt quấn chặt. Các người đi ra ngoài trước đi, Diệp Oản Oản hướng về mấy vị đường chủ, ra lệnh. Vâng, nhận được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, mấy vị đường chủ lập tức rời khỏi nơi này, để lại một mình nàng ở bên trong. Sau khi thấy mọi người rời đi, Diệp Oản Oản nhìn về phía kim trưởng lão đang điên cuồng dẫy ruộng, ý cười đầy mặt, nói kim trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút. Bạch Phong, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta cho người biết, người đây là đang công khai khiêu khích võ đạo liên minh công hội. Người thật sự dự định đối địch với võ đạo liên minh công hội sao? Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Trường 1924, chẳng lẽ ngươi là nhiếp vô yêu? Ha ha, Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, hiện tại, không có quan hệ gì với võ đạo liên minh công hội cả. Người ta tìm chính là ngươi, không phải là võ đạo liên minh công hội. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, cười lạnh. Tìm ta, chân mày kim trưởng lão nhíu chặt lại. Kim trưởng lão, năm đó, thanh giao găm kia của ngươi suýt nữa đã giết chết ta rồi đó nha. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kim trưởng lão, tỉnh queo lên tiếng. Năm đó, giao găm, nghe Diệp Oản Oản nói chuyện, thần sắc Kim trưởng lão càng thêm quái dị. Bạch Minh Chủ, người rốt cục là đang nói cái gì? Cái gì mà năm đó, cái gì mà giao găm, ta suýt chút nữa đã giết chết ngươi. Kim trưởng lão mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nhìn thấy phản ứng của Kim trưởng lão, trong lòng Diệp Oản Oản thầm cảm thấy không ổn. Thân sắc gã kim trưởng lão này nhìn không giống như là giả vờ. Có lẽ, năm đó vị kim trưởng lão của võ đạo liên minh công hội này cũng không biết, nhiếp vô yêu chính là không sợ minh chủ. Nếu quả thật là như thế, vậy thì phí công quanh co chói kim trưởng lão đến đây, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Được, nếu ngươi không rõ ràng, vậy thì chúng ta sẽ đổi cách giải thích. Diệp oản oản lần nữa nhìn về phía kim trưởng lão, người hẳn là nhận biết nhiếp vô yêu đi. Diệp Oản Oản rứt tiếng, mặt Kim trưởng lão nhất thời biến sắc. Nhìn thấy thần sắc của Kim trưởng lão, trong lòng Diệp Oản Oản đã nắm chắc. Xem ra, gã Kim trưởng lão này cũng không rõ ràng sự thật là năm đó Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong. Nhiều năm trước, Nhiếp Vô Ưu bị Võ Đạo Liên Minh công hội các ngươi đuổi giết, suýt nữa chết ở bên dưới dao găm của ngươi. Chuyện này, hẳn là ngươi sẽ không quên đi, Kim trưởng lão. Trong mắt Diệp Oản Oản nổi lên một sắc lạnh kinh người nghe câu này của diệp oản oản kim trưởng lão hơi xứng sờ đầy vẻ khó tin nhìn về phía diệp oản oản chẳng lẽ ngươi ngươi là nhiếp vô yêu vừa rồi nữ nhân này rõ ràng mới nói nhiều năm trước chính mình thiếu chút nữa đã dùng dao găm giết cô ta hiện tại lại đổi lời nói là nhiếp vô yêu khóe miệng diệp oản oản hơi hơi dương lên ngươi không cần thiết biết ta là ai phải tự nhận thức tình trạng hiện tại của ngươi ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi Bạch Minh Chủ, ta nghĩ chúng ta có khả năng có hiểu lầm gì đó. Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì." Kim trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, phủ nhận. "Không nói có đúng không?" Diệp Oản Oản lườm Kim trưởng lão một cái, "Không sao, bây giờ ngươi không nói, đến lúc đó ngươi sẽ cầu xin ta." Diệp Oản Oản nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, mấy vị đường chủ đi vào, đem cửa chính đóng lại. Sáng sớm hôm sau, trong Không Sợ Minh, bắt đầu và một đám thành viên Không Sợ Minh như gặp đại địch. Trước đó chừng 15 phút đồng hồ, Võ Đạo Liên Minh công hội xuất động mấy vị trưởng lão cao tầng, đi tới Không Sợ Minh. Người cầm đầu, mang theo mặt nạ màu bạc, không thấy rõ diện mạo. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh công hội, nhìn thấy gã đàn ông đeo mặt nạ, thần sắc đám người tam trưởng lão đầy kinh ngạc. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh công hội chính là người mang mặt nạ như vậy. Nghe nói là nhiều năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn bị phỏng mặt, sau đó liền luôn đeo mặt nạ. Đại trưởng lão từng thấy gương mặt đằng sau tấm mặt nạ đó, đích xác là rất khó nhìn. Phó hội trưởng đại nhân, còn có mấy vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội. Thật là trận thế thật lớn. Rất nhanh, Diệp Oản oản nhận được tin đi tới chỗ này, nhìn về phía mọi người không sợ minh, mở miệng cười nói: nhìn thấy vị nam nhân đeo mặt nạ này, trong đầu của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt hiện ra tình huống sau khi nhiếp vô ưu bị trọng thương, khi đó, người nam nhân đeo mặt nạ này cũng có mặt. Bạch Minh Chủ, mục đích lần này ta tới, chẳng lẽ trong lòng Bạch Minh Chủ ngay cả một chút cân nhắc cũng không có sao? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh nhạt nói. Trường 1925, nhất định là Atula. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ, Phó Hội trưởng Đại Nhân, ngài nói lời này, liền khiến cho ta có chút khó hiểu rồi. Phó Hội trưởng mang theo nhiều người như vậy, đi tới trụ sở chính không sợ minh bọn ta, giờ phút này, tại sao còn đi hỏi ta? Người nên đặt câu hỏi, chẳng lẽ không phải là ta sao? Ha ha, Bạch Minh Chủ, người ngay không nói tiếng lóng. Sao đồ và người của chúng ta ra đây? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội cười nói. Phó hội trưởng, người nói cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc lên tiếng, "Người và đồ gì cơ?" Nói vậy là có ý gì? "Bạch Minh chủ, tối hôm qua, xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh Công hội bọn ta biến mất, bị mất rất nhiều thuốc quý và vàng ròng. Trưởng lão phụ trách vận chuyển và hai vị cao tầng mất tích." Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội lên tiếng. "Cái gì? Còn có loại chuyện này?" Diệp Oản Oản vội vàng nói, "Vậy các người nhanh chóng đi tìm đi, làm sao lại còn có thời gian rảnh rỗi như vậy?" tới thăm không sợ minh bọn ta. Bạch Minh Chủ, hàng hóa của chúng ta, hẳn chính là bị người ta cướp. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản nói. Lại còn có loại chuyện này, cả người Diệp Oản Oản thoáng, sửng sốt, một chút, tại độc lập châu, người nào lại có can đảm lớn như vậy, ngay cả đồ của võ đạo liên minh công hội cũng dám đụng. Cần phải nghiêm trị không tha. Đúng vậy, ai dám to gan lớn mật như vậy, con bà nó, có thể làm loại chuyện này, ta biết là người nào, bắc đầu lập tức mở miệng. Ồ, là ai? gã đeo mặt nạ nhìn về phía bắc đầu. Phó hội trưởng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là Atula đấy. bắc đầu mặt đầy nghiêm túc. tại độc lập châu, trừ Atula ra, còn có ai có can đảm như vậy, dám cướp đồ của võ đạo liên minh công hội? không sai, nhất định là Atula. lúc này, diệp oản hoàn lườm bắc đầu một cái ngươi còn miệng nó có thể ngậm cái miệng thiếu muối của ngươi lại được hay không? Ha ha, trước đó ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chúng ta đã loại trừ Atula. Hơn nữa, Atula làm việc trắng trợn, chưa bao giờ sẽ lén lén lút lút. Ta cảm thấy, chuyện này cũng rất là phù hợp với phong cách làm việc của không sợ minh các ngươi. Gã đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bạch minh chủ, giao người và hàng hóa ra đi. Phó hội trưởng, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được ngươi nói không sợ minh cướp người và hàng của các ngươi các ngươi có chứng cớ sao nếu như có lấy ra bày ra ngoài sáng diệp oản oản nói ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề để ý nhưng nội tâm nàng lại khẩn trương không thôi tối ngày hôm qua hẳn là không để lại dấu vết gì đấy chứ xem ra bạch minh chủ là không chịu thừa nhận gã đàn ông đeo mặt nạ liếc mắt nhìn diệp oản oản một cái được bạch minh chủ ta đã cho ngươi và không sợ minh cơ hội, tốt nhất không nên để cho ta điều tra ra là do các ngươi làm. Gã ta nói xong, dẫn theo đám người võ đạo liên minh công hội xoay người rời đi. Thấy phó hội trưởng võ đạo liên minh dẫn người rời khỏi, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Xa quần nửa ngày, lại có thể không có chứng cứ, hù cho nàng giật mình, còn tưởng rằng tối ngày hôm qua để lại chứng cứ chí mạng. Không chỉ riêng Diệp Oản Oản sợ hết hồn, đám người bắt đầu và mấy vị trưởng lão cũng sợ hết cả hồn. Lỡ như bị võ đạo liên minh công hội biết là không sợ Minh bọn họ làm, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn may, người biết chuyện này cũng không nhiều, sự tình không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cũng không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Võ đạo liên minh coi như tay mắt khắp nơi, cũng tuyệt đối không tra được bất kỳ dấu vết nào. Diệp Oản Oản cẩn thận đề phòng, cứ điểm nhốt Kim trưởng lão, gần đây cũng không tính đi rất sợ bị người của võ đạo liên minh theo dõi. chương 1926, rõ ràng là quan hệ thông gia cùng Atula. Vốn Diệp Oản Oản dự định tìm lại ký ức dựa vào kim trưởng lão bên kia, như vậy nàng cũng không cần nhọc nhằn khổ sở tích góp điểm cống hiến vinh dự nữa. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lại không thu hoạch được gì. Ngoài ra, còn có chuyện mẹ của bác đầu không hiểu vì sao lại bị bắt cóc, cũng là một mảng sương mù mơ hồ. Có một người, ngược lại biết tất cả chân tướng nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào khiến anh ta mở miệng bó tay rồi không còn cách nào chỉ có thể đi gặm cái cục xương cứng nhất kia mà thôi diệp oản oản gọi bác đầu và thất tinh qua bác đầu bảo cậu đi chuyển lời đã đi chưa bên kia nói thế nào diệp oản oản hỏi phong tỷ chuyện này mà còn cần phải hỏi sao tỷ dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết không có khả năng bán ra bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Bên kia trả lời làm sao? Nói nguyên văn. Còn có thể trả lời thế nào nữa chứ? Căn bản là đệ không gặp được người ta. Diệp oản oản ê đầu, nâng cầm lên. Xem ra tên kia vẫn còn đang bực bội. Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình hắn ta tức giận sao? Nàng còn đang tức đây này. Nàng đều đã ép đến nước này rồi. Lại còn kiên quyết chống đối, không chịu cởi lớp vỏ bọc kia ra. Làm sao để lột lớp vỏ bọc bây giờ? vậy thì chỉ còn một biện pháp kế tiếp mà thôi. Diệp Oản Oản nói xong, móc ra một chiếc hộp sắt màu đen từ trong người ném cho bắt đầu, cậu dẫn theo mấy người, giúp tôi đem chiếc hộp này chuyển đến khu 14. Cái gì? Hộ tống hàng đến khu 14. Đây chẳng phải là nhất định phải đi qua khu số 13 của Atula. Bắt đầu nghe nói như vậy, Uyệt một cái trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, phong tỷ, đệ sai lầm rồi, sau này nhất định đệ sẽ ngoan ngoãn, đệ cũng không dám nữa. Nếu như để chết, còn ai có thể làm áo bông nhỏ thân thiết đi theo bên người tỷ nữa. Lộn xộn cái gì, ai bảo cậu đi chết chứ? Bảo đệ đi xuyên qua khu 13, thế này thì có khác nào đòi mạng đệ đâu chứ? Khu 13 đáng sợ như vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày. Bắt đầu ôm chân của Diệp Oản Oản thật chặt, gật đầu như gà mổ thóc, đâu chỉ là đáng sợ. Khu 13 đã bị Atula khống chế trên trăm năm rồi, chưa bao giờ có người có thể tự tiện xông vào dù chúng ta có là tổ chức đối địch của Atula, muốn trắng trận công khai đi qua khu vực chiến lược cốt lõi nhất của Atula, chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản nghe vậy, bĩu môi một cái, có chút không hài lòng với cách nói của bắt đầu, cái gì gọi là tổ chức đối địch? Rõ ràng là tổ chức có quan hệ thông gia cùng Atula cơ mà. Bắt đầu nghĩ mình chủ nhà mình muốn chết, run lẩy bẩy mà lau mồ hôi, thế này mà còn chưa đủ đối địch sao? Diệp Oản Oản chống cằm, ngón tay điểm nhẹ trên hai gò má, ôn nhu trấn an, yên tâm đi, tôi bảo đảm, cậu có thể an toàn thông qua khu 13, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, sau đó trở về lông tóc đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bắt đầu lắc đầu lia lịa, phong tỷ, đệ đã không còn là đứa trẻ ngây ngô năm đó nữa. Nhớ năm đó, hắn còn nhỏ không biết gì, phong tỷ nói cái gì cũng đều tin. Kết quả bị hố hàng đến kêu cha gọi mẹ, khiến cho hắn đến nay nghĩ lại mà còn phát run. Phong tỷ, chuyện này quá mạo hiểm, thất tinh cũng mở miệng nói. Diệp Oản Oản, có lúc nào tôi làm những chuyện không đáng tin cậy rồi hả? Thất tinh, chẳng lẽ không phải là, luôn luôn. Thất tinh dáng nhịn không bóc trần sự thật. Diệp Oản Oản để cho bác đầu đi hộ tống tín vật, cũng tương đương với đi dò xét một phen. Dò xét xem thử thái độ của, người nào đó, rốt cục là như thế nào nàng cũng không phải chờ đợi lâu buổi chiều ngày hôm sau thất tinh liền vội vã đẩy cửa phòng làm việc của nàng ra xông vào thất tinh phong tỉ xảy ra chuyện rồi thế nào đây là lần đầu tiên diệp oản oản nhìn thấy sắc mặt của thất tinh ngưng trọng đến như vậy bắt đầu xảy ra chuyện rồi hả nói chung thì người cũng không có việc gì người không có việc gì là tốt rồi diệp oản oản thở phào nhẹ nhõm nhưng còn tín vật tín vật thế nào tín vật bị người của Atula cướp đi rồi. chương 1927, tự mình đi qua lột sạch người nào đó. Cậu nói cái gì? Diệp Oản Oản trực tiếp đứng bật dậy. Khó trách tên tiểu tử bắt đầu kia lại không dám tự mình đi qua báo cáo. Đồ của không sợ minh bọn họ, cư nhiên lại có thể bị người khác cướp mất rồi. Tướng cướp bị cướp, nếu như chuyện này truyền đi, sợ là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ độc lập châu. Dưới tình huống hầu như đã hoàn toàn xác định Tu La chủ chính là Tư Dạ Hàn, đối với nhiệm vụ lần này, nàng rất có niềm tin. Tình huống thảm nhất, có lẽ là không cách nào thông qua được, phải quay trở về. Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại có thể tịch thu luôn đồ của nàng. Đáng chết. Nhiệm vụ hộ tống tín vật này đã được tuyên bố thật lâu, nhưng vẫn luôn không có người nào dám tiếp nhận, cũng là bởi vì độ khó quá lớn. Hơn nữa dựa theo quy định, nếu như làm mất tín vật còn phải bị trừ 15.000 điểm cống hiến vinh dự. Đây chẳng phải là một buổi sáng bỗng trở lại trước giải phóng sao. Diệp oản oản che ngực, giận đến tức ngực luôn rồi. Tức chết nàng rồi, tên khốn kia, còn không ngại lừa nàng, nói cái gì mà bọn họ đã kết hôn rồi. Đây là chuyện mà một người chồng có thể làm ra được hay sao? Coi như, coi như trước đó nàng lừa anh ta, không chịu ở lại Hoa Quốc, nhưng cũng không nên ngược nàng như vậy chứ tôi tự mình đi qua diệp oàn oản vụt một cái đứng thẳng lên không được tuyệt đối không thể quá nguy hiểm thất tinh vội vàng chắn trước mặt của diệp oàn oản diệp oàn oản tránh ra nguyên bản nàng còn định chuẩn bị vui đùa một chút cùng với người nào đó nhưng lại nhiều lần gặp phải trở ngại khuấy cho đầu nàng loạn hết cả lên nàng đã hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại nàng thế nào cũng phải trực tiếp đi lột sạch người nào đó phong tỷ phong tỷ mãi đến khi diệp oản oản rời đi bắt đầu mới cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra xong xong thật rồi lão thất vậy phải làm sao bây giờ không phải là đã dặn đi dặn lại cậu vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tín vật hay sao thất tinh sắc mặt khó coi mà mở miệng bắt đầu đương nhiên là tôi biết rồi coi như là ném mạng nhỏ đi tôi cũng không có khả năng để cho người khác từ trên tay của không sợ minh chúng ta cướp mất đồ vật đi Thất Tinh, vậy thì có chuyện gì xảy ra? Theo Thất Tinh, bắt đầu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tín vật lại mất rồi, rõ ràng cho thấy hắn không đem hết toàn lực để bảo vệ tín vật. Tôi cũng không rõ nữa, đối phương chỉ cướp đồ vật đi thôi, sau đó thả tất cả mọi người ra, cũng không đụng một chút nào tới chúng ta. Cậu xem Atula là tổ chức từ thiện, Thất Tinh rõ ràng là một chữ cũng không tin. Nhưng mà sự thật chính là như vậy nha. Đừng nói nhảm gọi mấy vị trưởng lão đến, triệu tập tất cả đường chủ. Lần này, không sợ Minh và Atula, sợ rằng thật sự sắp khai chiến rồi. Atula, trụ sở chính. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm hộp nhẫn thiên Nga đen nhung và chiếc hộp sắt màu đen trên bàn tu la chủ, trong lòng hơi ưu tư. Lúc này, hai người thật đúng là đã làm lớn chuyện lên. Bất quá cũng không thể trách cửu ca, vốn anh ta đã dáng nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác không sợ minh bên kia lại phái người tới đòi mua lại nhẫn của kỳ hoàng, còn nói tùy ý ra điều kiện. Cho nên, đã hoàn toàn khiến cho người ta phát bực rồi. Trước chiếc bàn làm việc rộng dinh chàng trai lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như ác quỷ la sát từ nơi sâu nhất của địa ngục bỏ ra. Một ngón tay của anh ta dùng sức ấn ở trên huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lâm khuyết nhìn mà vô cùng bất đắc dĩ, lại đau đầu thân thể này của anh ta mới vừa dưỡng ổn ổn một chút, không bao lâu, sau khi đến độc lập châu lại bắt đầu lao vào làm việc bất kể ngày đêm. Lại cộng thêm mấy ngày nay tâm tình không yên đến cực độ, cũng không biết phải làm sao. Có cần mời thầy thuốc tới xem một chút hay không? Thật ra thì Lâm Khuyết cũng biết là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, dù cho có gọi thầy thuốc đến cũng vô dụng. Đi ra ngoài, chàng trai xua tay một cái. chương 1928, đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Lâm Khuyết Định khuyên mấy câu, nhưng thật bất đắc dĩ, lại gánh không nổi áp suất thấp của người nào đó, chỉ có thể vội vàng tránh ra bên ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt ngay khi Lâm Khuyết rời đi, một bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động tiến sát đến nơi góc tường. Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt mày xám xịt, trên người dính đầy bụi đất và lá rụng, vô cùng chật vật. "Phi, phi, đáng chết." Diệp Oản Oản nhổ mấy chiếc lá cỏ dại trong miệng ra. Phòng thủ của Atula thật sự là quá xâm nghiêm rồi. Cho dù lần trước tới đây, nàng cũng đã thăm dò đường đi, nhưng nếu muốn một người một ngựa xông vào vẫn vô cùng chật vật. Vì vậy cho nên, nàng không thể nào không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Từ lúc nào nàng đã luân lạc tới mức này rồi vậy hả? Vì muốn cho một gã đàn ông liếc mắt nhìn nàng, thậm chí ngay cả cửa chính cũng đều không thể vào, đành phải chui qua, lỗ chó. Diệp Oản Oản vừa hừng hực tức giận, vừa dùng dao găm từng chút một nảy cửa sổ ra. Cót ghét một tiếng. Trước bàn đọc sách, nghe được động tính, ánh mắt của chàng trai nhất thời đảo qua, chiếc bút máy màu vàng từ trong tay anh bay ra, bắn thẳng về hướng cửa sổ, nơi có người lạ đang xâm nhập. Bởi vì tâm tình của anh ta quá mức không ổn định, vì vậy có người lẻn vào mà cũng không phát hiện ra. Đệt, đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Diệp Oản Oản vội vàng né người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng đưa tay ra, chặn cây bút máy này lại. "Ồ, cây bút máy này, vàng óng ánh, thoạt nhìn cũng có vẻ rất đắt tiền à nha." Diệp Oản Oản vừa trầm trồ, vừa thuận tay nhét vào trong ngực. Tịch Thu, sau khi thấy rõ kẻ đột nhập là ai, trên mặt của chàng trai xuất hiện một sự kinh ngạc rõ ràng. Nhưng nghĩ đến mục đích của nàng tới để làm gì, sắc mặt của anh trong nháy mắt trầm xuống. Bạch Minh Chủ xem tổ chức Atula của tôi như là nơi nào. Đương nhiên là nhà mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, bật thốt lên trả lời. Tu La Chủ. Diệp Oản Oản vào lúc này đã không còn một chút nhẫn nại nào, phủi phủi lớp bụi trên người, trực tiếp mở miệng nói, tôi liền đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm. Anh nói thẳng đi, rốt cuộc phải như thế nào anh mới chịu giao chiếc nhẫn này cho tôi. Quả nhiên là như thế, một chút hy vọng may mắn cuối cùng nơi đáy mắt chàng trai cũng trong nháy mắt này bị chôn vùi hóa thành ý lạnh miên man bất tận cầu xin ánh mắt của người đàn ông lạnh đến mức khiến cho người ta cảm giác như thể máu huyết toàn thân mình sắp đóng băng đến nơi diệp oản oản cầu xin anh đấy tu la chủ diệp oản oản không hề quan tâm chút nào đến loại chuyện cầu xin này nếu như chỉ cần mở miệng nói ra hai chữ đó mà anh ta chịu giao trả chiếc nhẫn lại vậy thì nàng quá chiếm tiện nghi rồi có được hay không huống chi cầu người đàn ông của mình một cái mà thôi có gì mà ghê gớm van cầu anh đấy ngược lại anh có giữ lại cũng không có tác dụng gì có đúng hay không diệp oản oản lần nữa lên tiếng rõ ràng là chàng trai không ngờ tới cái kết quả này cả khuôn mặt đều tối sầm lại rồi không thể nhịn được nữa vỗ chán một cái đi ra ngoài không đi ra nếu như anh không đưa cho tôi tôi liền không đi nếu như tôi bảo cô dùng không sợ minh để đổi thì sao diệp oản oản ha 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 một chiếc nhẫn lại muốn nàng dùng toàn bộ không sợ minh để đổi được được có thể không thành vấn đề diệp oản oản tương đối lưu loát gật đầu diệp oản oản lại nghĩ trong đầu nói đi nói lại có một đạo lý bất di bất dịch đồ của chồng thì là của vợ mà đồ của vợ thì chính là của riêng vợ chạy đường nào mà chả là của nàng tu la chủ Người đàn ông trước mắt cứ như thể là tâm bão, vì vậy khiến cho Diệp Oản oản không khỏi dùng mình. Sau khi hít sâu một hơi, chàng trai dùng một chút khả năng tự kiềm chế ít ỏi còn lại, lên tiếng, "Đi ra ngoài, tranh thủ trước khi tôi chưa thay đổi chủ ý." "Đệt, lại đuổi nàng đi." Nàng cố ý không nói rõ ý đồ nàng muốn chiếc nhẫn kia, chính là muốn buộc anh ta phải thừa nhận thân phận của mình. Ngờ đâu đến loại trình độ này rồi, mà anh ta vẫn che đậy đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn bộ đồ mới của hoàng đế có hiểu nghĩa là gì không? Ở trong mắt nàng, anh ta cũng tương đương với hoàn toàn khỏa thân, có được không? Sao bộ đồ mới của hoàng đế, tên khác, hoàng đế cởi chuồng, một tác phẩm truyện ngắn của Han Christian Andersen, kể về hai gã thợ may lừa hoàng đế mặc một bộ đồ, không khí, với lời giải thích kẻ ngu ngốc, bất tài sẽ không thấy được bộ quần áo này. Kết quả là nhà vua khỏa thân đi diễu phố, trong khi không ai dám chê hay thú nhận vì sợ bị gắn cái mắt kia chương 1929, muốn giành đàn ông với tôi. Đã như vậy, thì cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Trong nháy mắt sau khi rước tiếng, vút một tiếng xé gió vang lên, Diệp oản oản nhanh như chớp giật lao tới bản sách, nơi đang để chiếc nhẫn. Trong nháy mắt ngay khi nàng sắp đụng được đến chiếc nhẫn, người đàn ông kia dương tay một cái, trực tiếp đón đỡ thế công của nàng, khiến cho nàng và chiếc nhẫn tình ta chia xa. Diệp oản oản ngước lên, tức giận chừng mắt lườm chàng trai một cái, rất nhanh lại xuất thủ lần nữa. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người đã đối nhau mấy chục chiêu. Chiêu thức của chàng trai cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại có thể gió thổi không lọt mà ngăn trở thế công của nàng, khiến cho nàng thậm chí cả cái hộp đựng nhẫn thôi mà cũng không chạm tới được. Tu la chủ đại nhân, dám hỏi một câu, một người đàn ông như anh, khư khư giữ lấy một chiếc nhẫn thiếp thân của một người đàn ông khác không buông, là có ý gì?" Diệp Oản Oản tức giận chất vấn. Thừa nhận một câu mình là tư dạ hàn, thừa nhận mình ăn dấm, khó khăn như thế sao? Ý của Bạch Minh chủ lại là ý gì? Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, không trả lời mà hỏi lại. Diệp Oản Oản trực tiếp bị chọc tức đến bật cười rồi, anh cho là thế nào? Tu La chủ đại nhân thông minh như vậy, còn có thể không biết tôi có ý gì? Một cô gái dùng trăm phương ngàn kế muốn có được vật phẩm thiếp thân của một người đàn ông lại còn là loại đồ vật như một chiếc nhẫn. Dường như cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, chàng trai trực tiếp cắt đứt lời của cô gái, chỉ sợ phải khiến bạch minh chủ thất vọng. Diệp Oản Oản bình thản cười một tiếng, xem ra tu la chủ ngài là cố ý muốn giành đàn ông với tôi rồi hả? Giành đàn ông với nàng. Đối diện, hô hấp của tu la chủ rõ ràng hơi chậm lại. Nếu như năng lực chịu đựng mà kém một chút, sợ rằng vào lúc này đã bị Diệp Oản Oản chọc tức đến đứt hơi rồi diệp oản oản nói xong tiếp tục mở miệng nói thật là xin lỗi chiếc nhẫn này tôi nói là của tôi liền sẽ nhất định là của tôi trong nháy mắt khi cô gái rước tiếng đáy mắt chàng trai như có vật gì đột nhiên trầm xuống trầm đến mức như một hòn đá rơi vào trong vực sâu không đáy diệp oản oản thừa dịp chớp mắt này khi chàng trai bần thần chợt ra tay một giây kế tiếp hình như là vì anh ta buông lỏng chiếc hộp trực tiếp từ trong lòng bàn tay anh ta rơi xuống diệp Oản oản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lập tức thừa dịp đón lấy hộp nhẫn nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng lại nhìn thấy sắc mặt của chàng trai trắng bệch đến cực hạn ngón tay thon dài dùng sức say dai, dai chán dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau cực lớn diệp Oản oản trong nháy mắt quên chuyện chiếc nhẫn ở sau ót vội vàng tiến lên đỡ lấy chàng trai đang lảo đảo như muốn ngã này anh sống lưng chàng trai cứng đờ một tay đem cô gái đẩy ra lão đảo ngã ngồi ở trên ghế phía sau lưng, gần từng chữ từng chữ với một khí tức đầy băng lãnh, đi, ra, ngoài, lại đuổi nàng đi. Diệp oản oản cố gắng nén giận, anh khó chịu ở chỗ nào. Không liên quan gì tới cô, thanh âm của chàng trai không có chút nhiệt độ nào. Anh, đi thì đi, Diệp oản oản bị tức đến nghẹn, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô gái bực tức rời đi, sắc mặt chàng trai chua chát đầy vẻ thất bại, ngồi ở trên ghế salon, quanh thân không có một chút sức sống nào, cứ như thể vừa bị cả thế giới xung quanh vứt bỏ, một thân một mình trên một hoang đảo không người vậy. Diệp oản oản, ầm, một tiếng đẩy cửa ra, xài bước đi ra ngoài, đi thì đi. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, Cái tính tình kiêu ngạo đến chết không đổi này, tôi còn miệng nó đã sớm chịu đủ rồi, chịu đủ rồi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, thậm chí còn không bước nổi đến bước thứ năm, thời điểm chuẩn bị bước, chân diệp oản oản như thể có ý thức của riêng mình, tự động đảo chiều, quay đầu đi ngược trở lại. chương 1930, Đinh, vuốt lông oản online. Đợi lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, đều đã quay trở lại tới cửa, trợn mắt há mồm nhìn chăm chú cánh cửa và hai chân của mình, ta nhổ vào. Cái chân này, ngươi muốn làm gì, tại sao ngươi lại đi trở về, có chút tiền đồ có được hay không? Tức chết ta rồi. Âm, một tiếng, lại đẩy cửa ra, dưới ánh mắt kinh ngạc có chút sợ sệt của chàng trai sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, Diệp Oản Oản bạch 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 tức giận không thôi, đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, vào tới trước mặt của anh ta, tôi nhổ vào. Rốt cuộc anh hạ thuốc mê, tình dược gì cho tôi rồi? Nói xong, nàng hung tợn đưa tay ra, đặt lên chán chàng trai, sau đó bắt đầu xoa bóp. Mặc dù trên mặt cô gái có vẻ hung thần ác sát, ngữ khí cũng tàn bạo đến chết người, nhưng lực đạo xoa bóp lại êm ái đến lạ thường một chút cảm giác thất bại và tịch mịch trên mặt chàng trai cứ như vậy mà pha thêm vẻ kinh ngạc khi thấy nàng quay trở lại sau đó lực đạo ôn hòa và bàn tay dịu dàng ấm áp của nàng cứ thế mà chậm rãi cuốn sạch mọi đau đớn và giá rét của anh đi như vậy có thấy khá hơn chút nào không diệp oản oản vừa xoa bóp chán vừa làm mặt lạnh mày lùng hỏi còn có thể khó chịu hơn sao nam nhân khẽ thở hào hển lại không nói thêm lời nào nhưng cũng không có ý tứ đẩy cô gái ra cứ để mặc cho cô đụng chạm lên người mình. Trong mắt Diệp Oản Oản liếc anh ta một cái, thấy cổ áo anh đóng nút kín mít, lại còn đeo cà vạt, chân mày nhăn lại một trận. Chỉ nhìn thôi mà nàng đã cảm thấy không thở nổi rồi. Diệp Oản Oản trực tiếp đưa tay ra, tháo cà vạt của chàng trai ra rồi, sau đó lại còn cởi cúc áo của anh. Đôi mắt chàng trai ngắm nhìn nàng, vẫn như cũng mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, không hề ngăn cản. Diệp Oản Oản trực tiếp cởi toàn bộ cúp áo trên chiếc sơ mi trắng của anh ra, sau đó hỏi, "Như vậy có thoải mái hơn chút nào chưa?" Đón lấy ánh mắt của chàng trai, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích, "Để tôi giải thích một chút, tôi chỉ là vì cấp cứu, muốn cho anh hô hấp thuận lợi hơn, cũng không có ý tứ gì khác. Tôi cũng không đến mức ở loại thời điểm này lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực săn chắc lấp ló của chàng trai vốn nàng thật sự không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại sao, tư tưởng của nàng hơi có chút lệch lạc rồi. Tỉnh táo lại một chút. Vốn là muốn ép chính anh ta thừa nhận, cuối cùng lại là mình không chịu được trước. Diệp Oản Oản chỉ có thể thỏa hiệp, dịu giọng em cũng không tin, với chỉ số thông minh của anh, mà lại không nhận ra em muốn chiếc nhẫn kia chỉ là vì điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự của học viện xích diễm. Nhìn sắc mặt chàng trai tái nhợt, giọng nói của diệp oản oản lại mềm thêm vài phần còn nữa tại sao anh bảo em cầu xin anh ngay lập tức em liền cầu xin đó là bởi vì anh là người đàn ông của đời em em cầu xin anh một lần thì đã sao cũng không có gì nhục nhã thấy sắc mặt của đối phương thật giống như có chuyển biến tốt ánh mắt diệp oản oản sáng lên tiếp tục cố gắng về phần anh bảo em dùng không sợ minh để đổi xin anh đấy tại sao em lại đáp ứng trong lòng anh không hề cân nhắc sao với quan hệ của hai chúng ta đồ của em còn không phải là của anh sao? Vốn chính là của anh rồi nha, có cái gì mà cần phải trao đổi, anh nói có đúng hay không? Thì ra cô ấy đã biết. Nơi đáy mắt tư giả hàn toát lên một cảm giác bất lực sâu đậm. Vốn là nôn nao bất an, nhưng mà, tai vừa nghe âm thanh mềm mại của nàng, nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trên mặt nàng, trong lòng lại trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả. Hình như có một bàn tay, từ trong bóng tối vô tận không người, nắm lấy tay anh, kéo anh trở về lại nhân gian rộn ràng tươi đẹp. Diệp Oản Oản tiếp tục xoa bóp chán cho anh, hi hi, không còn giận nữa chứ. Thích, thật là quá đáng lắm lắm luôn, làm sao tức giận mà lại còn có thể đẹp trai đến như vậy. chương 1931, làm sao sẽ không nhận ra người đàn ông của mình. Tư giả hàn không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này, cứ như thể sống sót sau ngày tận thế. Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc cũng khôi phục lại năng lực ngôn ngữ, nắm lấy đôi bàn tay đang nhào nặn xoa bóp cho mình của cô gái, âm thanh có chút gượng gạo, "Làm làm sao em phát hiện?" Diệp Oản Oản nhìn bàn tay chàng trai đang nắm lấy mình, hơi nhíu mày, "Ui chao, trước đó ngay cả đụng chạm thôi cũng không cho em đụng, hiện tại làm sao ngược lại, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi vậy hả?" Nghe vậy, ngón tay của chàng trai khẽ dừng lại một chút, lần này cũng không hề rời đi mà lại từng chút từng chút một nắm chặt bàn tay của cô gái hơn, đừng nói sang chuyện khác. Diệp Oản Oản, khục. Được rồi, quả nhiên là chỉ số thông minh của người nào đó chỉ tạm thời, mất nét mà thôi. Làm sao lại phát hiện, nàng phải trả lời thế nào? Nàng xác định là anh ta đang nói láo, là bởi vì nàng biết được một tầng thân phận khác của mình là nhiếp vô yêu. Mà cách nói của tư giả Hàn, rõ ràng là không hề khớp với cái này. Cái mà gì mà vì nàng không phải là người của độc lập châu, hai người không thể ở chung một chỗ, nếu không sẽ bị cổ tộc tư thị truy sát. Điều này căn bản là không có khả năng. Vô luận là tầng thân phận nào của nàng, đều không sửa đổi được sự thật nàng là người của độc lập châu. Tư giả hàn nói như vậy, chỉ có một lý do, dẫn dụ nàng rời đi khỏi độc lập châu. Cho nên sau đó, biết được nàng lại có thể trở về độc lập châu, do đó mới tức giận đến như vậy. Thấy cô gái cắn môi, thần sắc xoắn xít cả nửa ngày không nói được lời nào tư giả hàn nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay của nàng nghĩ ra được một cái cớ thật hay rồi sao còn chưa ra à không phải ý của em là còn chưa biết làm sao để nói với anh tóm lại mặc kệ kiểu nào nàng cũng không có khả năng nói cho tư giả hàn biết rằng nàng chính là nhiếp vô ưu nếu không thì xong phim rồi người độc lập châu có ai lại không biết nhiếp vô ưu và kỳ tu nhiễm có hôn ước ai lại không biết nhiếp vô yêu còn có một đứa con riêng nàng chẳng qua chỉ là đấu giá một chiếc nhẫn của kỳ tu nhiễm mà anh ta đã dùng biển giấm dìm cho nàng sắp đuối luôn rồi nếu như biết được nàng còn có một đứa con trai vậy thì còn đi đến đâu bất quá nhắc đến con trai bảo bối ngược lại nàng càng ngày càng khẳng định cha ruột của đường đường là ai chỉ còn thiếu một bước chứng thực cuối cùng diệp oản oản bĩu môi một cái rồi nói anh còn không thấy ngại mà đi hỏi sao anh nghĩ kỹ thuật diễn xuất của anh rất tốt sao? Quên rằng nghề nghiệp của em ở Hoa Quốc là gì rồi hả? Ở trước mặt em đi báo kỹ thuật diễn xuất, đó chính là chính là nghịch đại đao trước mặt quan công, múa rìu trước cửa lỗ ban. Từ khi anh lấy thân phận tu la chủ xuất hiện ở trước mặt em, em cũng đã nhìn thấu thân phận của anh rồi, chẳng qua chỉ là muốn ép chính anh phải thừa nhận mà thôi. Nói chung thuyết pháp này của Diệp Oản Oản cũng không có chỗ nào không đúng, chẳng qua là tư giả Hàn cũng biết nàng đang có chuyện gì đó còn giữ lại không muốn nói với chính mình chẹp chẹp lại nói tướng mạo này tựa như cũng không tệ nha cứ cảm giác phảng phất như mình có hai người bạn trai thấy diệp oản oản không muốn nói tư giả hàn cũng không tiếp tục truy tìm nguồn gốc nghe vậy lẳng lặng nhìn nàng một cái rất muốn có hai người bạn trai diệp oản oản bén nhạy phát giác ra nguy hiểm khát khao muốn sống mãnh liệt trong nháy mắt online làm sao có thể anh không nên đánh cháo khái niệm bẻ cong ý tưởng của em có được hay không? Ý của em là làm sao ngay cả người đàn ông của mình mà em cũng nhận không ra. Mặc kệ anh biến thành hình dáng gì, em cũng đều nhận ra anh. Lại còn đòi có hai người, nàng chỉ dỗ mỗi mình anh chàng này thôi mà cũng đã phải hao tốn hết công lực chọn đời rồi. Diệp oản oản vừa, vuốt lông, vừa len lén lướt nhìn, người nào đó, sắc mặt cuối cùng cũng không còn dọa người như trước nữa rồi nàng dốc hết sức thật vất vả mới, nuôi, cho anh ta khỏe mạnh trở lại, làm sao thoát cái đã đem mình biến thành như vậy rồi. Diệp Oản Oản rất tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là chính nàng chọc cho, người ta tức đến như vậy. Nhưng cũng không thể trách nàng được. Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại mở hẳn một công xưởng giấm, lại còn có sản lượng kinh người đến vậy chương 1932, em và kỳ tu nhiễm có quan hệ thế nào? Thấy tư giả dạ hàn không tiếp tục truy hỏi, Diệp Oản Oản đoán là nàng đã lừa đảo chót lọt, vượt qua bài kiểm tra rồi. Ngờ đâu, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được tư giả dạ hàn hỏi em và kỳ tu nhiễm là có quan hệ như thế nào? Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng ra đầu, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Chẳng lẽ là anh ấy đã phát hiện ra cái gì? Không đúng, nàng nhổ vào, có lầm hay không vậy? Rõ ràng hẳn là nàng mới là người nên đi hưng sư vấn tội mới đúng chứ? Tại sao tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, biến thành nàng bị tra hỏi? Bậy nhất chính là, câu hỏi này quả thật là làm cho nàng có chút trột dạ. Vẻ khác thường mất tự nhiên nơi đáy mắt của cô gái đương nhiên không thể tránh được ánh mắt của tư dạ hàn, ngón tay đang nắm tay nàng, theo bản năng siết chặt lại. Thật ra thì anh vẫn luôn biết, nàng đã có người thương địa vị của người kia ở trong lòng nàng là không thể thay thế mà anh hẳn không thể là gì hơn ngoài một mối tình hờ vui chơi qua đường trong lúc nàng rảnh rỗi muốn giết thời gian biết rõ những thứ này nhưng chẳng qua là anh vẫn luôn tự lừa mình giấu chúng trong bóng đêm chỉ cần từng thấy được một chút ánh sáng hy vọng liền không nỡ buông bỏ nhìn thẳng vào sự thật anh vẫn luôn biết trong nội tâm nàng có một người như vậy chẳng qua là không biết là ai cũng không muốn biết Mãi đến khi kỳ tu nhiễm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, khiến cho trong tiềm thức anh dâng lên một nỗi bất an chưa bao giờ có, thậm chí đến mức độ nhiều lần khiến anh không thể khống chế được tâm tình. Tay bị bóp có chút đau, nhận ra được tâm tình của tư giả hàn có chút chấn động, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc. Loại còi báo động này, chỉ vào thời điểm Atula gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng mới có thể vang lên âm thanh này là gì vậy diệp oản oản bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn vẻ âm u mới vừa rồi trên mặt tư dạ hàn như chỉ là thoáng qua giống như chưa bao giờ từng xuất hiện khôi phục lại như thường mở miệng nói a tu la gặp xâm phạm bên ngoài diệp oản oản nghe vậy mặt đầy kinh ngạc hả người nào lại có lá gan lớn như vậy dám xâm phạm trụ sở chính của a tu la chàng trai nhìn nàng một cái em đoán xem diệp oản oản nháy mắt một cái lại nháy mắt thêm một cái hích sẽ không phải là không sợ minh của em đấy chứ quả nhiên diệp oản oản vừa dứt lời liền nghe phía ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc đang kêu gào mẹ nó người bên trong tất cả đều nghe rõ cho lão tử các người đã bị bao vây ngoan ngoãn giao lão đại chúng ta ra nếu không đừng trách không sợ minh chúng ta san bằng a tu la các ngươi diệp oản oản chuyện gì vậy trời diệp oản oản vội vàng tiến tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài điều tra tình huống. Nhìn xuống dưới liền phát hiện ra sự tình so với trong tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn. Không sợ Minh cơ hồ là dốc hết toàn lực, tất cả cao thủ đều có mặt, đông nghịt một mảnh, Atula bên này cũng đã võ trang đầy đủ. Hai bên rằng co, bầu không khí như chỉ cần chạm nhẹ thôi liền nổ tung. Diệp Oản Oản thấy vậy, nhức đầu khôn nguôi. Làm bậy rồi, bởi vì phòng thủ của Atula so với lần trước còn xâm nghiêm hơn, nàng hao tốn thời gian quá dài để đột nhập vào nên sắc trời lúc này cũng đã chạng vạng tối đoán chừng vì thấy nàng mãi mà không về bác đầu và thất tinh bọn họ cho là nàng đã rơi vào trong tay của atula dưới tình thế cấp bách mới trực tiếp tuyên chiến với atula diệp oản oản không ngờ sự tình so với nàng tưởng tượng càng nguyên náo hơn bên này còi báo động của atula đã kinh động toàn bộ độc lập châu không ít thế lực và các đại lão dối rít phái người đi tới dò la tình hình. Rốt cuộc trong một sự kinh hãi tột độ, họ dò la ra được, không sợ Minh lại có thể khai chiến với Atula rồi. Mấy vị đại lão các thế lực run lẩy bẩy mà túm tụm lại bàn tán với nhau. Thật không, không sợ Minh và Atula đánh nhau. Chính xác 100%, không sợ Minh dốc hết toàn lực, trực tiếp tấn công trụ sở chính Atula. Lần này sợ là muốn đánh đến người chết ta sống chật chật, không sợ minh này, lá gan quả thật là lớn. Còn không phải sao, lúc ban đầu tấn công Atula, không sợ minh cũng là thế lực đứng mũi chịu sao. Hai bên đã sớm kết ân oán sống chết rồi. chương 1933, chúng ta là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy tư giả dạ hàn đứng lên, tựa hồ như muốn đi ra ngoài, Diệp oản oản vội vàng buông rèm cửa sổ xuống, đi theo, hít, anh ngồi một chút đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe bên ngoài không cần phải gấp gáp, trong chốc lát cũng không đánh ngay đâu, yên tâm đi. Bên ngoài khói lửa chiến tranh bay tán loạn, khói súng tràn ngập, đám đàn em đang chửi nhau ý ới, mà trong phòng, một vị, minh chủ nào đó, đang ân cần đỡ, lão đại của đối phương, ngồi xuống ghế sa lông, dịu dàng hỏi han. Lần này sợ là có người từ bên trong gây rối tư giả hàn lên tiếng. Ý của anh là, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, tư giả hàn nói rất có đạo lý lần này không sợ minh sợ là đã lấy được tin tức sai lầm gì đó, cho rằng nàng xảy ra chuyện rồi. Nếu không, cũng sẽ không lỗ mãng dốc hết toàn lực như vậy. Xem ra, là có người muốn khích bác ly dán ngồi làm ngư ông đắc lợi. Diệp oản oản sờ cầm một cái, ngay sau đó lộ ra vẻ đắc ý, cười híp mắt mở miệng nói, chỉ tiếc, đối phương không biết hai chúng ta thật ra là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư giả hàn, cấu kết với nhau làm việc xấu đối với trình độ thành ngữ của bà xã nhà mình anh cũng không dám đưa ra nhận xét diệp oản oản đảo trong mắt một vòng dành thời gian nói chuyện nghiêm túc hi hi đúng rồi còn có một chuyện rất quan trọng chính là mới vừa rồi em cũng đã giải thích tại sao em muốn chiếc nhẫn kia thật ra là có tác dụng đặc thù tuyệt đối không có ý tứ gì khác bây giờ em đang đi học tại học viện xích diễm anh có biết không trên bảng nhiệm vụ có một nhiệm vụ cấp s yêu cầu đi lấy chiếc nhẫn thiếp thân của kỳ hoàng, đặc biệt đáng tiền. Giá trị tận 10.000 điểm vinh dự đấy. Diệp Oản Oản nói tới đây, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, lộ ra ánh mắt cực kỳ tham luyến. Nhìn thấy ánh mắt cô gái lóe sáng đầy kích động khi nhắc tới chiếc nhẫn, ánh mắt chàng trai hơi trầm xuống, tự nhiên lại nhớ đến chiếc khuy mang xét của mình bị Diệp Oản Oản dùng một đồng tiền thu lấy, thật sao? Chiếc nhẫn kia rất đáng giá tiền. Diệp Oản Oản không dám nhắc lại nhẫn của Kỳ Hoàng làm anh phát bực, vội vàng nói, anh cũng đáng tiền, anh cũng rất đáng tiền. Chỉ một sợi tóc của anh thôi cũng đã đáng giá 10.000 điểm cống hiến rồi đấy. Không gạt anh đâu, tóc của anh cũng là nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ này em cũng nhận, cho nên anh xem. Diệp Oản Oản vừa xoa xoa vừa đi sang một bên ngồi, dương mắt giòm đối phương. Chàng trai nhìn cô gái một cái, trầm mặc chốc lát, cuối cùng, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, tự mình nhổ đi, diệp oản oản nhất thời kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên a à, thật sao có thật không anh để cho em nhổ sao tùy ý nhổ sao hạnh phúc tới quá bất ngờ diệp oản oản nhìn chằm chằm một đầu tóc bạch kim của đối phương quả thật cứ như là một con rồng hung ác bỗng nhiên nhìn thấy được kho báu điểm cống hiến đó nha tất cả đều là điểm cống hiến đó nếu như nhiệm vụ này có thể tiếp nhận vô hạn lần thì hay quá diệp oản oản tiếc núi lẩm bẩm tư giả hàn tiếp nhận vô hạn lần, nàng muốn nhổ sạch tóc của anh, cho anh biến thành một gã đầu chọc sao. Diệp Oản Oản nói xong liền hưng phấn nhào vào lòng của chàng trai, bắt đầu vui vẻ chọn tóc, nhổ cọng nào đây nhỉ, cọng này, cọng này, hay là cọng kia. Cảm giác được ngón tay nhỏ mềm mại như không xương của cô gái đang mân mê mái tóc, nhẹ nhàng đụng chạm ra đầu và phần da cổ của mình, sống lưng của chàng trai hơi có chút cứng đờ. Thấy cô sờ cả nửa ngày cũng chưa nhổ xong, anh đành tự nhổ, sau đó đỡ cô nàng ngồi xuống rồi đưa sợi tóc cho nàng đây này hích làm sao anh lại tự mình động thủ vậy hơn nữa cọng này hơi bị ngắn hơn nữa cũng quá mỏng rồi em muốn cọng dày hơn dài hơn cơ chứ không thô mỏng như cọng này tư giả hàn không thích thì anh vứt đi vậy chàng trai làm bộ như muốn vứt bỏ muốn 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 mà không được vứt diệp oản oản vội vàng đoạt lại bảo bối nói xong không biết nghĩ đến cái gì con người chuyển động, mặt đầy vẻ nịnh nọt, em còn muốn thêm một cọng nữa, có được không? chương 1934, lão đại lại đang nói chuyện yêu đương. Đón nhận ánh mắt đầy nghi hoặc của chàng trai, Diệp Oản Oản vội vàng giải thích, lỡ như lại có thêm một cái nhiệm vụ khác, có thể lo trước khỏi họa. Nếu như không có thì em liền giữ lại làm kỷ niệm. Thấy vật nhớ người nha. Cuối cùng, Diệp Oản Oản thành công lấy được hai cọng tóc. Ánh mắt thâm thúy của tư giả hàn hơi có chút lạnh lẽo, em cần nhiều điểm cống hiến vinh dự như vậy để làm cái gì? Diệp oản oản theo bản năng mà nắm thật chặt cọng tóc thật vất vả mới thu được vào tay, tuyệt đối không thể để cho tư giả hàn biết được nàng muốn tích góp điểm cống hiến là để nhờ viện trưởng giúp nàng khôi phục ký ức. A, à, sách có nói đi học phải chú ý chuyên cần, siêng năng chịu khó mới giỏi được. Nếu như đã nhập học, vậy dĩ nhiên là phải học tập cho thật giỏi, ngày ngày hướng lên trên hiện tại em mới chỉ là lính đánh thuê cấp bậc thấp nhất, sau này lộ ra ngoài còn không phải sẽ làm cho anh mất thể diện sao. Diệp Oản Oản tận hết sức lực đi vuốt mông ngựa. Ánh mắt tư giả hàn hơi chăm chú, biết rõ là nàng đang cố ý lừa gạt mình. Nhưng lại thấy hình ảnh cô nàng dùng khăn tay đem sợi tóc của mình bọc lại kỹ càng như bảo bối, sau đó giấu vào trong ngực, nơi đáy lòng lại trào dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô biên, cứ như thể lỗ hổng nơi trái tim đang từng chút từng chút được lấp đầy. Chỉ cần nàng muốn, cái gì anh cũng đều có thể dành cho nàng. Tư giả hàn nhắm cặp mắt lại, tạm thời cưỡng chế đè nén toàn bộ tâm tình bất an của mình xuống, nâng hai cánh tay lên ôm thật chặt cô gái trong lồng ngực. Diệp oản oản nháy mắt một cái, ui chao, sao vậy, sao lại đột nhiên nhiệt tình như vậy? Quỳnh, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang rền, tựa như âm thanh của một vật nặng gì đổ ập xuống. Diệp oản oản xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ liếc một cái, Thất tinh và khương viêm đánh nhau, một thân cây nhỏ trong vườn hoa của Atula bị đụng ngã. Cùng lúc đó, lại là một tiếng rầm, cửa thư phòng bị người nào đó đụng văng ra. Cửu ca, cửu ca không xong rồi. Bên ngoài đang đánh nhau, cái đám người điên không sợ mình này quả thật là. Ậc, à, Lâm Khuyết đẩy mở được cánh cửa, nói mới được một nửa liền nhìn thấy cửu ca nhà mình đang nghiêng người dựa vào ghế salon, trong ngực lại đang ôm chặt một cô gái. Diệp Oản Oản từ trong ngực Tư Dạ Hàn chui ra ngoài, ló đầu ra tựa trên bả vai của Tư Dạ Hàn, vẫy vẫy cánh tay nhỏ cùng chào hỏi với người đang đứng ở ngoài cửa, hi. Lâm Khuyết, mẹ nó, hắn thấy được cái đồ chơi gì? Lâm Khuyết thiếu chút nữa sợ đến ngã bệch ra đất, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản như gặp quỷ, cô cô cô, làm sao cô lại ở chỗ này? Làm sao tôi lại không thể ở chỗ này? Diệp Oản Oản hư một tiếng, ngay sau đó mới đưa mắt nhìn kỹ anh chàng lâm khuyết đang đứng trước mặt mình mới vừa rồi cũng chỉ chào theo bản năng chưa nhìn rõ nhưng nghe được người này gọi tư dạ hàn là cửu ca người gọi tư dạ hàn như vậy cũng không có nhiều người người trước mặt không phải là đã cải trang rồi đấy chứ diệp oản oản nhìn chằm chằm gương mặt không có gì là kia đưa ra suy đoán cậu là lâm khuyết đệt lại có thể bị nhận ra lâm khuyết bị dọa đến xón ra quần chưa kịp tỉnh hồn nhìn về phía tư dạ hàn. Đột nhiên bị quấy dày, sắc mặt của tư dạ hàn hơi có chút không tốt lắm, ngón tay khẽ vuốt phe mái tóc của cô gái, trả lời nàng một câu, ừm, là cậu ta. Nghe được cửu ca trực tiếp tự mình thừa nhận, lâm khuyết nhất thời càng kinh sợ rồi, cửu ca anh, chấm ans đây là bị lộ rồi sao? Diệp oản oản lườm hắn ta một cái, tôi bóc trần, cậu có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có. Lâm khuyết lắc đầu liên tục, nhìn cảnh ân ân ái ái đến phát chán của hai người kia có cảm giác mình đang trở thành một con kỳ đà cản mũi là một cái bóng đèn chính hiệu bất giác trong lòng có cảm giác khóc không ra nước mắt đệt vạn vạn không ngờ tới bên ngoài đều đánh nhau tơi bời khói lửa rồi toàn bộ độc lập châu đều đã bị kinh động rồi kết quả thì hay rồi lão đại hai bên lại đang ở trong phòng ân ân ái ái nói chuyện yêu đương anh anh em em còn có thiên lý sao ngoài lề tư giả hàn vô luận em muốn cái gì, coi như là toàn thế giới, anh cũng sẽ cho em. Diệp Oản Oản, ô, vậy thì em muốn nhẫn của kỳ hoàng. Tư giả hàn, không thể. Diệp Oản Oản, ôi, đàn ông. Trường 1935, Lão Bản xưởng Giấm Độc Lập Châu. Vào giờ phút này, tất cả các cúc áo sơ mi của cửu ca nhà hắn đều bị mở tung, tóc tai rối bời, mới vừa rồi còn ôm ấp Diệp Oản Oản ở trên ghế, sau khi phát hiện ra mình vừa quấy dày cái gì, Lâm Khuyết cảm thấy ngày cuối cùng của mình đã sắp đến. "Khục, Cửu Ca, tôi vốn là không định làm kinh động đến anh. Nhưng mà, huyên náo bên ngoài quả thực là có chút lớn." Lâm Khuyết run lẩy bẩy mà mở miệng giải thích. "Khó trách bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mà Cửu Ca bên này lại không có động tĩnh gì cả. Nguyên lai like là do nha đầu kia chạy tới đây, coi như là bên ngoài trời sập, Cửu Ca sợ là cũng đều không quản." vốn còn muốn cùng anh chơi lâu thêm một chút. Diệp oản oản than phiền, bĩu môi một cái, nói xong miễn cưỡng đứng lên, em đi đây. Ánh mắt của chàng trai trầm thêm vài phần, chú ý an toàn. Bây giờ đã không cách nào ngăn cản nàng rời khỏi độc lập châu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vâng vâng, biết rồi. Tư giả hàn muốn nàng rời khỏi độc lập châu về lại Hoa Quốc, vì lo lắng sẽ có người nào đó gây bất lợi cho nàng. Nhưng mà, nếu như đối phương thật sự muốn làm cái gì đó đối với nàng mà nói, nàng ở nơi nào đều giống nhau. Từ mấy lần ám sát khi còn ở Hoa Quốc là có thể nhìn ra. Nàng tại độc lập châu giàu gì cũng là minh chủ không sợ minh, những người đó ít nhiều gì cũng phải kiên kỵ một chút. Tại độc lập châu, nàng còn có chuyện ắt phải làm, có người nhất định phải bảo vệ. Vô luận ban đầu vì sao nàng lại yêu cầu xóa đi những ký ức kia, trốn tránh lâu như vậy, cũng là lúc nên đối mặt rồi nàng không thể để cho tư giả hàn tự mình chịu đựng hết thảy đúng rồi bảo bảo anh đưa số điện thoại tại độc lập châu của anh cho em đi xí lần trước em đưa số em cho anh vậy mà anh chẳng thèm gọi cho em lấy một lần diệp oản oản không khỏi trách móc tư giả hàn lẳng lặng nhìn nàng một cái lần đó em có biết anh là ai không nhất thời còi báo động trong đầu diệp oản oản hú inh ỏi đây là một câu hỏi đòi mạng đấy nếu như nói khi đó nàng còn chưa xác định được anh chính là Tư Dạ Hàn, vậy chẳng phải là tương đương nói là nàng đang tán tỉnh một người đàn ông khác. Diệp Oản Oản không nghi ngờ chút nào về việc anh chàng này ngay cả giấm của mình cũng đều ăn. Diệp Oản Oản quả quyết khẳng định, đương nhiên là biết rồi. Lại nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh em liền đã khẳng định được rồi. Tư dạ hàn ánh mắt ôn nhu, cũng không đi vạch trần, báo ra một dãy số, đây là số điện thoại cá nhân của anh. Diệp Oản Oản đi vội vàng nên điện thoại di động cũng không mang ra ngoài, cố gắng ghi nhớ lấy, ok. Lúc đặt chú thích danh bà chú ý một chút, quan hệ của chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tư giả hàn không yên tâm dặn dò. Em hiểu rồi, yên tâm đi, em sẽ đặt cho anh một chú thích mà người khác tuyệt đối không đoán ra được. Diệp Oản Oản cam đoan. Nàng đều đã nghĩ xong, sẽ chú thích thành, lão bản xưởng giấm độc lập châu. Tuyệt vời! Hai vị, hai người, nói chuyện phiếm xong chưa? Lâm Khuyết có chút sốt ruột lên tiếng thúc giục. Được rồi, được rồi, thúc giục cái gì mà thúc giục? Diệp Oản Oản tức giận lườm hắn một cái, ngay sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chát chát chát, cửa chính Atula, Thất Thinh và Khương Viêm đánh nhau đến bất phân thắng bại, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đệt, lão thất, đừng đánh nữa, đánh như vậy biết đánh tới khi nào, mọi người cùng nhau lao lên sắc mặt thất tinh cực kỳ âm trầm không sợ minh và a tu chính thức giao chiến ảnh hưởng của chuyện này quá lớn bên ngoài biết bao nhiêu người chờ đợi bọn họ đánh nhau tốt nhất là có thể giải quyết trong hòa bình nhưng mà thời gian trì hoãn càng lâu phong tỷ lại càng nguy hiểm đúng vậy sợ hắn cái rắm lao lên tôi nhổ vào lưu đường chủ ông có bản lĩnh chứa núp phía sau tôi đứng lên phía trước mà nói miệng nó tới thì tới vì minh chủ liều mạng. Trường 1936, qua đây ngủ một giấc mà thôi. Các cao tầng không sợ minh chia làm phái chủ chiến và phái chủ hòa. Trước mắt số người đồng ý khai chiến tương đối nhiều. Dù sao lần này là minh chủ bị uy hiếp, nếu như là còn nhẫn nhịn, vậy thì không sợ minh cũng không cần lăn lộn tại độc lập châu nữa rồi. Chiến dịch này, không thể tránh né. Một đám người ô hợp cũng dám tới Atula ta dương oai nữ nhân kia nếu dám can đảm tự tiện xông vào Atula bọn ta, thì phải sẵn sàng chuẩn bị trả một cái giá thật đắt. Khương Viêm cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Đối với không sợ minh, giờ phút này đã là lửa giận mút trời. Nữ nhân kia căn bản cũng không ở tại Atula. Hắn đã tiên lễ hậu binh, đưa ra lời giải thích, nhưng những người này chẳng hiểu vì sao cũng không tin. Một mực chắc chắn là Atula bọn họ đang giam giữ bạch phong, càn quấy đủ kiểu nói không chừng căn bản chính là cố ý tới gây sự. Nghĩa nó, tiểu tử thúi này nói cái gì, lại còn nói chúng ta là đám người ô hợp. Phi, vậy năm đó kẻ bị, đám người ô hợp, đánh cho tè ra quần lại là ai? Là một lũ rùa rụt đầu sao? Ồ, năm đó dường như không hề phân ra thắng thua mà. Hơn nữa không sợ mình cũng bất quá chỉ là quân tiên phong, không phải là chủ lực. Ta nhổ vào, thằng nhãi, nói phải nói cho đúng sự thật. Tóm lại là sau đó còn không phải là Atula phải im hơi lặng tiếng sao. Nhất định là bị đánh cho sợ. Bởi vì thái độ của Khương Viêm, những vị theo phái chủ hòa cũng bắt đầu đổi chiều. Đừng nói nhảm, xông lên đi, mọi người đấu khẩu với nhau đầy hưng phấn, khí thế hừng hực, nhân mã hai bên đã bắt đầu không khống chế được, chỉ trực lao vào nhau. Mắt thấy chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, ngay vào lúc này, một thân ảnh màu đen đi một đôi dép lào đầy tinh tế, chậm rãi đi từ bên trong Atula ra bên ngoài. Làm cái gì vậy, đang đêm đang hôm, rêu rao bậy bả cái gì vậy? Một giọng nữ vang lên từ phía sau phe Atula, đội ngũ hai bên bóng khựng lại tại chỗ, như nhấn nút tạm dừng vậy. Thật lâu sau, mới lần lượt có người phản ứng lại. Đám người Atula cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía sau mình. Đệt, bọn họ nghe được cái gì? tại sao dường như nghe được âm thanh của bạch phong từ phương hướng đằng sau bọn họ truyền tới vậy đó là tóc húi cua ca thật sự là tóc húi cua ca tại sao cô ta lại sẽ ở chỗ của chúng ta cùng lúc đó người của không sợ minh cũng dùng một vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn về phương hướng đối diện miệng nó minh minh chủ phong tỷ có phải là tôi hoa mắt rồi hay không phong tỷ tỷ không sao chứ Tại sao Bạch Phong lại từ phương hướng hậu viện Atula đi tới? Lại còn nghênh ngang từ bên trong đi ra cứ như thể đây là hậu hoa viên nhà mình vậy hả? Giống như mới vừa rồi chẳng qua là đi dạo một vòng, tản bộ tại Atula vậy. Thấy một màn như vậy, không chỉ là người không sợ minh bên này, mà cả các hộ vệ Atula bên kia cũng đầy mộng bức. Mới vừa rồi còn kêu đánh đánh giết giết, mặt đầy lòng đầy căm phẫn, vào lúc này tất cả đều sợ hãi đến mức theo bản năng thối lui về hai bên. Diệp Oản Oản chậm chạp từ ở giữa đám người A Tu La Canh giữ đông nghịt đi ra, lười biến ngáp một cái, có chút oán trách, hứ, thật là phiền, quấy dày giấc mộng đẹp của người ta. Hả, quấy dày giấc mộng đẹp. Bắt đầu nhìn thấy Diệp Oản Oản, kích động không thôi, phong tỉ, tỷ không phải là bị đám A Tu La hèn hạ vô sỉ kia uy hiếp bắt cóc, nghiêm hình tra tấn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi sao. Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cái đầu ngươi. Còn nữa, người cũng không cảm thấy ngại khi nói người ta hèn hạ vô sỉ. Phong tỷ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tụi đệ nhận được một phong thư nặc danh, nói tỷ rơi vào trong tay của Atula. Diệp Oản oản bĩu môi nói, khu vực này phong thủy không tệ, tôi chẳng qua chỉ là qua đây ngủ một giấc mà thôi. Đừng khẩn trương như vậy. Chương 1937, nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn mọi người không sợ minh mang theo lòng đầy căm phẫn mà vội vàng chạy tới cũng đều đã mộng bức rồi. Không đợi không sợ minh lên tiếng, Khương Viêm đã giận đến nổ tung, cái gì mà. Đi ngủ, yêu nữ, người quả thật là cả gan làm loạn. Diệp oản oản hơi hơi nhíu mày, có chút cạn lời. Khả năng ngôn ngữ của người này đúng thật là ít ỏi, lời thoại vạn năm không đổi. Diệp oản oản chọc Khương Viêm đến phát nghiện, cố ý lên tiếng khinh bạc, đúng vậy, đúng vậy, ta không chỉ là tới ngủ, còn muốn cùng tu la chủ nhà các ngươi ngủ chung đấy, thế nào? Chỉ tiếc, bảo bảo nhà nàng lại căn dặn không thể tiết lộ tin tức bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng chỉ có thể nhịn không nói. Khương Viêm, bắt đầu, thất tinh, tất cả trưởng lão, đường chủ và tinh anh, tất cả rơi vào yên lặng quỷ dị thật lâu. Đường chủ lạc lâm na của một phân đường nào đó gãi đầu một cái, cho nên, chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả minh chủ chúng ta chẳng qua là tùy tiện tìm một chỗ để ngủ. Bắt đầu, cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả phong tỷ lại là tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất cả mọi người, Khương Viêm lần này thật đúng là đã mau tức điên rồi, yêu nữ. Ngươi, càn rỡ, quả nhiên, lại là loại lời thoại này. Hôm nay ta nhất định khiến cho ngươi có đi mà không có về. Khương Viêm hất thất tinh ra, nhanh như tia chớp lao về phía Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản mỉm cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần. Ừ, nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn. Quả nhiên, trong nháy mắt ngay khi một trưởng như Lôi Đình Vạn Quân của Khương Viêm sắp rơi vào trên người Diệp Oản Oản, một cánh tay thon dài vô thanh vô tức xuất hiện, thoát cái đã hóa giải thế công của cậu ta. Nhìn thấy người tới, Khương Viêm trợn to hai mắt, "Chủ, chủ thượng." Đám người Atula nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi đồng loạt cung kính hành lễ chủ thượng. Tay tu là chủ còn đang duy trì tư thế ngăn Khương Viêm lại, Khương Viêm, lui ra. Khương Viêm mặt đầy ngơ ngác, nhưng mà, chủ thượng. Diệp Oản Oản vững vàng tránh ở sau lưng, người nào đó, cười hít mắt thỏ đầu ra, lên tiếng khiêu khích, hô hô, tới đây đi, đánh ta đi. Khương Viêm giận đến suýt chút nữa hộp máu tại chỗ yêu nữ. Ngươi, nơi đáy mắt tư giả hàn sệt qua vẻ bất đắc dĩ pha lẫn ôn nhu, và cả ý cảnh cáo nữa, liếc mắt nhìn cô nàng một cái, nhắc nhở nàng có chừng mực, Bạch Minh Chủ. Diệp Oản oản bĩu môi một cái, lúc này mới rốt cục không khiêu khích Khương Viêm nữa, được rồi, được rồi, nể mặt chủ thượng của nhà ngươi, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Khương Viêm, hắn có thể sẽ là hộ vệ A Tu La đầu tiên chết vì tức. Wow, thật, thật là đẹp trai, Tu La chủ cũng quá đẹp trai rồi đi, so với lần trước nhìn thấy còn đẹp trai hơn nếu như có thể cua được một người đàn ông như vậy, vậy thì kiếp này đã không còn gì tiếc nuối. Lúc này, đường chủ phân đường không sợ minh, bá vương hoa lạc lâm na nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa, mặt đầy vẻ mê trai, con người không chấp lấy một cái. Diệp oản oản bén nhạy nghe được câu này bên trong đám người, nhất thời hai con người híp lại, mắt sáng như đuốc vậy, trực tiếp bắn thẳng về hướng lạc lâm na. Này, cô khiêm tốn một chút đi, giáo huấn lần trước tại quầy rượu, cô quên rồi đúng không? một vị đường chủ ngoại đường khác cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Lâm Na nhận ra được ánh mắt cảnh cáo của minh chủ nhà mình, sợ đến cả người run lên một cái, nhất thời nghĩ xuôi, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Tư giả Hàn đương nhiên cũng phát hiện một động tác nhỏ này của cô gái, vẻ ôn nhu nơi đáy mắt càng thêm đong đầy. Sau lưng, Lâm Khuyết cuối cùng cũng theo kịp, thở dài vỗ vỗ bả vai của Khương Viêm, hích, tiểu hồng à, thả lòng. Chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Chương 1938, để cho chủ thượng nhà ngươi đi theo ta. Khương Viêm hít sâu một hơi, hiểu lầm, Bạch Phong coi Atula là thành vườn hoa nhà mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Không sợ Minh lại còn quá đáng hơn, đánh thẳng tới cửa nhà, đây là hiểu lầm. Lâm Đường chủ, nếu như lại còn tiếp tục như thế, Atula bọn ta làm sao còn có thể đặt chân tại độc lập châu? Chủ thượng, xin ngài hạ lệnh. Đối với Khương Viêm, Lâm Khuyết tỏ ra rất đồng cảm. Thích, với tính cách bao che này của chủ thượng nhà cậu, làm sao lại có thể động đến cô ấy được chứ? A, à, hay là như vậy đi, tới đây tỉ thí công bằng một trận đi. Hai chúng ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ta liền ở lại A Tu La mặc cho các ngươi xử trí. Nếu là ta thắng, Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp lời, nếu là ta thắng, liền để chủ thượng nhà ngươi đi theo ta đi tính toán như vậy, bất kể thế nào nàng đều có lời. Thất tinh mắt thấy mình chủ nhà mình lại bắt đầu tìm chết, quả thật là nhức đầu không thôi, vội vội vàng vàng đi tới, nhắc nhở nàng một câu, phong tỉ. Diệp oản oản bị quấy rối, không thể ở chung lâu hơn với Mỹ Nam nhà mình, giờ phút này tâm tình rất là uất ức, cho nên tự nhiên sẽ không nhịn được cảm giác muốn vây chuyện, ồ, thế nào? Chủ ý này của ta rất tốt, rất công bằng. Mắt thấy Diệp oản oản càng nói càng quá đáng, lại còn càng khiêu khích mạnh hơn, thất tinh đều đã nhanh xoắn hết cả lên, phong tỷ, đừng nói nữa. Minh chủ đợt này, thật sự là quá khó lòng trông chừng. Tư giả hàn nhìn thấy cô nàng gây chuyện thị phi, bỗng cảm thấy vô cùng cao hứng, không dễ dàng nhắc nhẹ một tiếng, nhưng ngữ khí lại cũng không gắt mấy, có chừng mực. Nhưng mà, đại khái là giờ phút này tâm tình của chàng trai thật tốt, người thương đang ở trước mắt, coi như là nói ra những lời trách cứ cảnh cáo, cũng không hề có chút lực uy hiếp nào. Thậm chí ngay cả thất tinh đều bén nhạy nhận ra được cách nói chuyện của Tu La chủ với Minh chủ nhà mình. Dường như có chút quá ôn nhu. Càng làm cho cậu ta im lặng chính là cái vị Minh chủ nhà mình vốn một mực tìm chết, khuyên can thế nào cũng không nghe, bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ, quả thật là giống như thật ngoan ngoãn quấn người. "Vâng, em sai rồi, em chỉ đùa một chút thôi." Diệp Oản oản ngoan ngoãn nói xin lỗi, ngay sau đó thái độ cực kỳ thành khẩn nhìn về phía Khương Viêm. Khương Đại hộ vệ, lần này đúng là một phen hiểu lầm. Nếu như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hiểu lầm, gây ra động tính lớn như vậy, một câu hiểu lầm liền coi như xong. Nhưng mà, Khương Viêm cũng hiểu rất rõ, giờ phút này không sợ Minh và Atula giao chiến có trăm hại mà không có lấy một lợi nào. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân chủ thượng lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn nại không sợ Minh. Vừa nghĩ tới mưu kế sâu xa của chủ thượng nghĩ đến chủ thượng ẩn nhẫn ngậm đắng nuốt cay khương viêm xấu hổ không thôi vì sự manh động của mình cuối cùng chỉ có thể cắn răng lui xuống tu la chủ đại nhân vậy thì gặp lại sau diệp oản oản vẫy tay rời đi lần này tu la chủ vốn luôn khinh thường không thèm để ý đến bạch phong bỗng khẽ gật đầu một cái xem như đáp lại ngay sau đó bình tĩnh đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô gái rời đi diệp oản oản quay đầu nhìn thân ảnh của chàng trai không nhúc nhích đứng ở nơi đó như muốn hòa tan vào trong màn đêm đen, lầu bầu oán trách trong lòng. Luôn mồm luôn miệng bảo nàng cẩn thận một chút, không nên để cho người khác phát hiện quan hệ của bọn họ. Nhưng còn anh thì sao? Vẫn luôn luôn bao che cho nàng lộ liếu như vậy. Wow, minh chủ ngài thật lợi hại, một người một ngựa xông vào Atula, còn có thể toàn thân trở ra. Ngay cả tu la chủ cũng dám trêu ghẹo, minh chủ nhà chúng ta không hổ là hào kiệt của phái nữ. Minh chủ thật châu bò, chuyện ngày hôm nay đã đủ để tôi chém gió cả đời với đám đàn em. Nghe thủ hạ bên người năm mồm bảy miệng ngợi ca, Diệp Oản Oản sạm mặt lại. Đây là chuyện rất đáng giá để tán dương sao. Vậy cũng ít nhất đợi nàng thật sự danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại cua được người ta rồi hắn khen nữa nha. chương 1939, không phải là họp mà là hẹn hò. Một ly rượu vang đỏ thấm như máu, nhẹ nhàng lay động ở trong ly rượu vang, Ánh trăng xuyên thấu qua, nhuộm đẫm sắc thái huyền bí cho ly rượu. Vết sẹo nơi khóe mắt nam nhân, cũng không có vẻ khó coi, phối hợp với nụ cười vô hình như có như không kia, cứ như thể lại tô điểm thêm nét tà mị. Hội trưởng, ba chiếc xe tài nguyên và cả lão bà kia, toàn bộ đều bị cướp đi. Hơn nữa, Kim trưởng lão vẫn luôn không liên lạc được. Phó hội trưởng võ đạo công hội nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế salon, nhẹ giọng báo cáo. "Mehu" Một con mèo đen to lớn nhẹ nhàng nhảy lên ghế salon, nằm ở trong ngực của người đàn ông nọ. Hắn ta đem chén rượu để sang một bên, trên mặt nở một nụ cười khó có thể diễn tả được, cho nên xác định là không sợ Minh sao? Tôi đã điều tra qua, 89 phần 10, phó hội trưởng võ đạo Liên Minh công hội đáp. Ồ, 89 phần 10, nam nhân cười khẽ. Có thể xác định, đích xác là do Không Sợ Minh gây nên, nhưng cũng không tìm ra được chứng cứ gì chỉ bất quá, đây là lối làm việc của không sợ minh. Mà ngược lại một số thế lực đáng ngờ khác, tôi cũng đều đã điều tra qua, hoàn toàn có thể loại trừ, chỉ còn lại có không sợ minh. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội trả lời đúng sự thật. a à, khóe miệng người đàn ông hơi hơi nhếch lên, cướp đi mấy xe hàng hóa, ngược lại cũng có thể lý giải, trói kim trưởng lão đi, rất có ý tứ. Hội trưởng, tôi tra được nữ nhân kia đi đến học viện xích diễm. Ngài cũng biết, viện trưởng học viện xích diếm, có thành tựu cực cao tại phương diện thôi miên. Hơn nữa, nữ nhân kia thuê không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao làm nhiệm vụ cho cô ta. Phó hội trưởng nói, ông nói là, trí nhớ của nàng, đã khôi phục. Nam nhân nói, không nhất định, chẳng qua là tôi cảm thấy rất có thể. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng đáp. Hy vọng trí nhớ của cô ta mau mau khôi phục, nếu không, còn có ý nghĩa gì? Nam nhân lần nữa cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một cái. Còn nữa, hội trưởng, giã tâm của nhiếp linh lung, thật sự là quá lớn. Chúng ta thật phải cùng hợp tác với cô ta, à không, là cùng hợp tác với thế lực phía sau cô ta. Giờ phút này, phó hội trưởng hơi nhíu mày. Dòng chính sao, nam nhân lâm vào suy nghĩ. Hội trưởng, ngài hẳn biết dòng chính muốn làm cái gì. Đối với độc lập châu, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phó hội trưởng nói, ha ha, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, trò hay, bắt đầu diễn ra, không phải sao. Ngày kế, trụ sở chính Atula. Lâm Khuyết sáng sớm liền tìm tới Tư Dạ Hàn, trước khi đi vội vã mở miệng nói, cửu ca, mới vừa nhận được tin tức, đồ môn và thiên hận liên lạc với các tổ chức ngầm lớn của độc lập châu, tổ chức hội nghị. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn đặt văn kiện trong tay xuống, tổ chức hội nghị. Đúng vậy, cũng không hiểu được hai vị đại lão kia đang làm trò khỉ gì đang êm đang đẹp lại đột nhiên triệu tập hội nghị gì gì nghe nói bọn họ mời toàn bộ các tổ chức ngầm của độc lập châu chỉ cần là có chút lai lịch toàn bộ đều được mời chúng ta có đi hay không lâm khuyết nghi ngờ hỏi đi tư giả hàn cũng không do dự bây giờ bọn họ cùng với đồ môn và thiên hận là quan hệ hợp tác loại hội nghị này tự nhiên sẽ phải cho chút thể diện còn có một việc tôi hỏi thăm được lần này bọn họ lại còn đặc biệt mời không sợ minh đây là có ý gì lâm khuyết có chút không hiểu bởi vì không sợ minh luôn luôn độc lai like, độc vãng mặc kệ là chính đạo hay là tà đạo không hề nể mặt một ai có phải là có liên quan tới chuyện tối hôm qua hay không lâm khuyết lẩm bẩm biết được không sợ minh cũng được mời tới tư giả hàn dường như cũng không nghĩ nhiều lạnh nhạt nói đi là biết ngay thôi lâm khuyết liếc trộm người nào đó một cái ơ Hắn làm sao lại đột nhiên cảm thấy, cửu ca đáp ứng đi, căn bản không phải là vì đi họp mà là đi hẹn hò. Chương 1940, đại ma vương giúp người ta bay. Đối với chuyện cửu ca nhà mình lấy việc công làm việc tư, Lâm Khuyết nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Chỉ có chuyện này thôi, không có chuyện gì khác nữa, tôi đi ra ngoài đây. Lâm Khuyết đang muốn rời đi. Trước bàn đọc sách tư giả hàn lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, chờ một chút, mang vật này theo. Lâm khuyết liếc nhìn chiếc hộp sắt màu đen trên bàn, đây không phải là món đồ tịch thu được từ đám người không sợ minh khi bọn họ lén vận chuyển sang khu 14 sao. Tư giả hàn cũng không ngẩng đầu lên, ưng, ừ, cậu đi giúp oản oản đưa đến khu 14. Lâm khuyết, Lâm khuyết suýt chút nữa bị nghẹn đến tắt hơi. Có lầm hay không? Rõ ràng là chính anh yêu cầu phải đoạt lấy đồ của người ta bây giờ thì hay rồi, liền muốn hắn đích thân làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa đồ đến tận nhà. Không hiểu sao lại bị nhét một bịch thức ăn cho chó, Lâm Khuyết chua sót không thôi. Làm sao lại muốn hắn phải chết vì bội thực thức ăn cho chó vậy hả? Theo tình hình này phát triển, phỏng trừng cũng cách thời điểm hắn chết vì bội thực cũng không còn xa. Thấy đối phương chậm chạp không đáp, tư dạ hàn ngẩng đầu lên còn có vấn đề. Lâm Khuyết, không có, không có, Tôi lập tức đi đưa ngay." Lâm Khuyết nhận lệnh, đảm nhiệm chức vụ nhân viên chuyển phát nhanh. "Ha ha, ai cũng nói khu 13 của bọn họ chính là địa ngục, một con muỗi cũng đừng mong bay lọt, hiện tại đúng là ngược đời, đại ma vương tự mình giúp người ta bay qua." "Không sợ Minh." Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản đang vuốt ve bộ lông của Beerus, bắt đầu vội vã đi vào thông báo. "Phong tỷ, mới vừa nhận được tin tức, đồ môn thiên hận song phương đại lão âm thầm liên hiệp, tổ chức đại hội cấp cao. Không sợ mình chúng ta cũng ở trong danh sách khách mời. Nghe tin, Diệp Oản Oản hơi sướng sờ, hội nghị cấp cao. Cái quỷ gì? Không sợ mình chưa bao giờ kết giao cùng bất kỳ tổ chức nào, tất cả mọi người độc lập châu đều biết. Đại lão hai thế lực này làm sao lại định mời không sợ minh? Diệp Oản Oản lầm bẩm. Một bên, thất tinh mở miệng suy đoán, để đã đi điều tra thử, Lần này rất nhiều thế lực đều được mời tới, phần lớn đều là thế lực đối địch với Võ đạo Liên Minh Công hội. Còn có một số bè cánh trung lập, rõ ràng cho thấy là bọn họ đang muốn lôi kéo quan hệ để phát triển thế lực. Không sợ Minh được mời cũng không kỳ quái. Bắt đầu có chút hưng phấn mở miệng, "Wow, đồ môn. Thiên Hận, đây chính là những thế lực thuộc Tam Đại Hạch Tâm của tội ngục đấy. Phong tỷ, chúng ta sẽ đi sao? Đi cho biết đi tỷ, không thì đến xem náo nhiệt cũng được." Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó nghiêm mặt nói, đi cái gì mà đi. Không sợ mình chúng ta từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng, cho tới bây giờ đều không dính vào thị phi giữa liên minh và tội ngục. Diệp Oản Oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, chờ một chút. Tội ngục, tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, trừ đồ môn và thiên hận ra, có phải là còn có Atula hay không? Bắt đầu, đúng vậy. Diệp Oản Oản, ô, Tu La Chủ có phải là cũng sẽ đi hay không? bắt đầu, khẳng định là sẽ đi. Diệp oản oản, vèo, một cái đoạt lấy thư mời từ trong tay bắt đầu, vậy vẫn là nên đi xem một chút đi. Đi xem náo nhiệt một chút cũng tốt vô cùng. Thất tinh, bắt đầu. Phong tỷ, tỷ xác định chẳng qua chỉ là đi xem náo nhiệt thật sao. Chỉ chốc lát sau, Diệp oản oản đuổi bắt đầu và thất tinh ra ngoài, gọi đại trưởng lão tới. Nàng còn có một chuyện rất quan trọng. Vừa vặn mình có được tóc của tư dạ hàn, cũng để cho đại trưởng lão giúp mình tra một chút. đường đường rốt cuộc có phải là con của mình và tư giả hàn sinh ra hay không? đại trưởng lão, những thiết bị giám định trước đó ông lấy được vẫn còn chứ? bên trong phòng làm việc diệp hoàn hoàn nhìn chăm chăm đại trưởng lão mở miệng hỏi. nghe diệp hoàn hoàn hỏi vậy, đại trưởng lão khẽ vuốt cầm đáp vẫn còn ở đó. mặc dù không rõ lắm vì sao minh chủ lại nhiều lần cần đến thiết bị giám định thân nhân kia, nhưng nếu minh chủ đã không nói đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1941, Mỹ nhân ngược nàng trăm ngàn lần Rất tốt, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, chợt đưa chiếc hộp gỗ đặt sợi tóc của tư giả hàn cho đại trưởng lão. Tra cái này và mẫu thử lần trước tôi đem về, có kết quả thì nói ngay cho tôi biết. Diệp Oản Oản phân phó. Nghe lệnh, đại trưởng lão gật đầu một cái, Chật xoay người rời khỏi căn phòng Lần này Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút khẩn trương Đường đường chắc hẳn chính là tiểu bảo bối của mình Và tư dạ Hàn sinh ra Chuyện này nhất định là không sai đi Giám định thân nhân cần mất thời gian mấy ngày Diệp Oản Oản cũng không ở lại không sợ minh Mà quay trở về học viện xích diễm Sau khi Diệp Oản Oản trở lại học viện Cũng không vội vã giao nộp sợi tóc của tư dạ Hàn ra Đầu tiên nàng cần phải tìm hiểu rõ đến tột cùng là ai ban bố nhiệm vụ này? Người ra nhiệm vụ cần tóc của tư giả hàn để làm cái gì? Nếu như mình cứ như vậy không minh bạch đem tóc tư giả hàn đi nộp, vạn nhất gây bất lợi cho anh ấy thì biết làm thế nào? Chỉ bất quá, tin tức của người ra nhiệm vụ, cơ hồ đều được bảo mật, thuộc về thông tin cơ mật của học viện xích diễm. Muốn điều tra ra được ai ra nhiệm vụ hết sức khó khăn, chỉ có viện trưởng học viện xích diễm, hoặc là những nhân vật cao tầng của học viện kia mới biết tin tức người giao nhiệm vụ mà học viên và huấn luyện viên cũng không có khả năng biết được những thứ này bất đắc dĩ diệp oản oản chỉ có thể ôm tâm lý lấy ngựa chết coi là ngựa sống đi tới nơi ở của cung lão nếu như cung lão không muốn giúp mình điều tra một phen vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể bỏ qua tóc của tư giả hàn diệp oản oản cũng sẽ không giao ra nghe nói con tiếp nhận ba nhiệm vụ liên tiếp hai cái cấp s một cấp s cộng trong phòng cung lão pha một bình trà sau khi diệp oản oản giúp cung lão rót một ly xong cung lão bỗng nhiên nhìn về phía diệp oản oản mở miệng hỏi nghe cung lão hỏi vậy diệp oản oản gật đầu đáp vâng thưa sư phụ vậy con thật đúng là lợi hại học viện xích diễm cho tới bây giờ không ai dám một hơi tiếp nhận ba cái nhiệm vụ cấp s chứ đừng nói tới là còn có nhiệm vụ cấp s cộng cung lão nói không đợi diệp oản oản mở miệng cung lão tiếp tục nói mấy ngày trước con vừa tiếp nhận nhiệm vụ vậy mà giờ đã quay trở lại rồi sao tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thế nào rồi cung lão đối với tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của diệp oản oản dường như vô cùng quan tâm nghe cung lão hỏi vậy thân sắc diệp oản oản hơi có chút lúng túng nàng biết trả lời như thế nào bây giờ nhẫn của kỳ hoàng bị người đàn ông của mình đoạt đi rồi nhiệm vụ hộ tống cấp s hàng hóa cũng bị người đàn ông của mình cướp mất nhiệm vụ sợi tóc là thứ duy nhất có thể hoàn thành nhưng nàng còn phải băn khoăn lo lắng cho sự an toàn của người yêu suy nghĩ kỹ một chút thế này thật con miệng nó đúng là tư mỹ nhân ngược nàng trăm ngàn lần chính nàng lại nâng niu anh ta như mối tình đầu có phải là nên ngược anh ta lại cho huề hay không chuyện đó sư phụ lần này tới đây thật ra thì có chuyện muốn nhờ cậy sư phụ diệp oản oản nhìn trầm trầm cung lão có chút trột dạ mà lên tiếng dù sao thứ nàng muốn hỏi chính là tin tức về người phát ra nhiệm vụ cấp S, điều này ở bất kỳ học viện lính đánh thuê nào cũng thuộc vào hàng cơ mật. Thử nghĩ, nếu như tin tức về người phát nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay bị người ta điều tra ra, vậy thì còn ai dám tới tam đại học viện lính đánh thuê để tuyên bố nhiệm vụ nữa chứ? Vạn nhất là nhiệm vụ ám sát vị đại nhân vật nào đó thì sao? Hơi hơi điều tra nhẹ một cái, liền biết được tin tức người yêu cầu ám sát, vậy thì còn đi đến đâu? Cũng đúng là như vậy, tại độc lập châu, mặc kệ là tam đại học viện lính đánh thuê cũng được, hay là một số học viện cỡ nhỏ khác cũng được, đều xem việc bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu, là nguyên tắc bất di bất dịch. Lần này Diệp Oản Oản mở miệng liền muốn hỏi cung lão vấn đề mang tính chất nguyên tắc như vậy, quả thật là khó có thể mở lời. chương 1942, đơn thuần hiếu kỳ. Chuyện gì? Cung lão uống một hớp trà, nhẹ giọng cười nói, diệp oản oản trái lo phải nghĩ sau khi trầm mặc mấy chục giây lúc này mới cắn răng mặt dày hỏi sư phụ thật ra thì cũng không có gì cả chỉ là con đơn thuần hơi hiếu kỳ một nhiệm vụ cấp s con nhận có nội dung là muốn lấy được tóc của tu la chủ sư phụ ngài nói xem ai lại nhàm chán như vậy lại muốn có được tóc của người khác lại còn đem cấp độ của nhiệm vụ này điều chỉnh lên đến cấp s nghe diệp oản oản hỏi vậy cùng lão đảo mắt nhìn diệp oản oản một cái nghiêm mặt nói, đây nếu như là tóc của người bình thường, đừng nói là cấp S, coi như là nhiệm vụ cấp D, cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Nhưng tu la chủ, có thể dễ dàng chiêu chọc như vậy sao? Lấy một sợi tóc của hắn, làm không tốt thậm chí có thể dẫn đến tai ương diệt tộc. Vậy, sư phụ, ngài biết người yêu cầu nhiệm vụ này là ai chăng? Có thể điều tra thử một chút được hay không? Diệp oản oản hỏi dò. Con hỏi cái này để làm gì? Lúc này, chân mày cung lão hơi nhíu lại, hiếu kỳ đơn thuần vì hiếu kỳ diệp oản oản lập tức đáp hiếu kỳ con xem sư phụ là đứa trẻ ba tuổi để lừa gạt sao sắc mặt cung lão nhất thời đen sạm lại mượn cớ này cũng có phần quá vụng về diệp oản oản trầm tư chốc lát con người khẽ chuyển một cái nhìn về phía cung lão mặt đầy ủy khuất nửa thật nửa giả nói sư phụ thật ra thì tóc của tu la chủ con đã thu vào tay nhưng không biết là ai đưa ra nhiệm vụ này muốn tóc của tu la chủ để làm cái gì? Sư phụ, ngài nghĩ xem, vạn nhất người ra nhiệm vụ sau khi lấy được tóc của tu la chủ, gây bất lợi cho tu la chủ, đến lúc đó, toàn bộ A tu la nhất định sẽ điên cuồng truy sát con. Con không dám giao nhiệm vụ đâu. Cái gì, con đã lấy được tóc của tu la chủ? Cung lão nhìn chầm chầm diệp oản oản, thần sắc kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày mà đã hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp S. Vâng, đúng vậy, diệp oản oản gật đầu liên tục nhưng lại không dám giao nhiệm vụ sư phụ ngài cũng không phải không biết bên trong a tu la kia đều là yêu ma quỷ quái con sợ hãi sao tiếng thở dài sao cung lão lắc đầu một cái than khẽ trong miệng sau hồi lâu yên lặng lúc này cung lão mới tiếp tục nói oản oản thật ra thì con không cần sợ hãi nhiệm vụ này là vô ưu sư tỷ của con yêu cầu năm xưa cung lão vừa dứt tiếng Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, khó tin. Ai yêu cầu? Nhiếp vô yêu. Đây cũng chính là nói, cái nhiệm vụ cấp S lấy được tóc tu la chủ này, là chính mình trước khi mất trí nhớ, tự tay tuyên bố. Chuyện này, cũng quá cầu con miệng nó huyết rồi đi, chính mình muốn tóc của tu la chủ làm cái gì? Vô yêu sư tỷ con, năm đó ở độc lập châu, từng yêu một người đàn ông, sau đó còn có con trai nhưng vội yêu sư tỷ của con cũng không biết được thân phận chân thật của người đàn ông kia người đàn ông đó nói mình là tiểu đầu mục của a tu la nhưng vội yêu sư tỷ của con hoài nghi thân phận thật sự của người kia là tu la chủ giờ phút này cung lão chậm rãi nói ra chuyện năm đó diệp oản oản vậy tại sao vội yêu sư tỷ không tự mình đi hỏi cho rõ ràng diệp oản oản vội vàng hỏi tính cách của vội yêu sư tỷ con mạnh mẽ cực kỳ sau khi phát hiện mình có thai cũng chưa từng bao giờ đi tìm người đàn ông kia, mà cắt đứt toàn bộ liên lạc cùng với hắn ta. Một người đàn ông ngay cả thân phận của mình cũng không muốn nói rõ, với tính cách của vô ưu sư tỷ con, làm sao sẽ lại có thể đi liên lạc. Hoặc là nói, tự mình vác mặt đi hỏi, cung lão mở miệng nói. Diệp oản oản. Nhưng mà, dường như tư giả hàn cũng không biết mình là nhiếp vô ưu vậy còn không phải là mình cũng ẩn giấu thân phận sao chương 1943, chuyên cướp đồ của bà xã nhà mình. Hơn nữa, Vô yêu sư tỷ con năm đó có tình cảm sâu đậm đối với kỷ hoàng, nói không chừng là sợ kỷ hoàng biết cũng nên. Cung lão lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản. Về giả thuyết sợ kỷ hoàng biết chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không đồng ý. Ngay cả con trai đều sinh rồi, loại chuyện này còn có thể lừa gạt được kỷ hoàng. Lại nói, với tính cách lạnh lùng và mạnh mẽ đến mức tận cùng kia của nhiếp vô yêu làm sao có thể sẽ đi tìm tu la chủ hỏi cho rõ ràng chính mình vì tiện suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được một người đàn ông ngay cả thân phận chân chính cũng không nói rõ với mình chẳng lẽ phải để cho nhiếp vô ưu tới tìm hắn mặt đầy ủy khuất nói cho hắn biết chính mình đã mang thai rồi sao sau khi hỏi xong thân phận thật của hắn là gì lại bắt hắn ta chịu trách nhiệm đừng đùa chứ đừng nói là nhiếp vô ưu năm đó ngay cả chính diệp oản oản hiện tại đoán chừng cũng không làm được loại chuyện này chỉ tiếc, vội yêu sư tỷ con sau khi sinh con xong liền mất tích. Thần sắc cung lão có chút cô đơn. Sư phụ, nhiếp vội yêu, bây giờ không phải là đang ở tại nhiếp gia à? Diệp oản oản mở miệng hỏi. Nhiếp gia, nghe câu hỏi này, cung lão lắc đầu một cái, nhiếp gia ta cũng chưa từng đến, mà cái con nhãi nhiếp vội yêu tại nhiếp gia kia cũng chưa từng tới học viện xích diễm thăm ta. Mà lúc trước, kỳ hoàng từng nói với ta, nhiếp vội yêu tại nhiếp gia, chưa chắc là thật. Sao vậy, con là người do kỳ hoàng đề cử tới chẳng lẽ kỳ hoàng chưa từng nói với con mà thôi nếu như con biết rồi cũng chớ có nói ra ngoài để tránh mang đến ảnh hưởng không tốt cho kỳ hoàng dù sao loại chuyện này cũng không ai có chứng cớ sư phụ con biết rồi diệp oản oản gật đầu một cái nói như vậy kỳ tu nhiễm đã sớm biết hà nhiếp vô yêu đó là giả cũng biết mình là nhiếp vô yêu thật bên trong đầu của kỳ tu nhiễm rốt cuộc là đang tính làm cái gì đi trả nhiệm vụ đi, hai cái còn lại, cũng cố gắng hoàn thành. Thật ra thì con chỉ cần hoàn thành thêm một cái nhiệm vụ cấp S cộng, thì đã đồng nghĩa với việc lại phá được một kỷ lục của nhiếp linh lung rồi. Cung lão cười nói, đối với kỷ lục của nhiếp linh lung, Diệp Oản Oản thật đúng là không có hứng thú gì. Hiện tại, không có gì quan trọng hơn điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự cả. Hơn nữa, hai cái nhiệm vụ kia, nhẫn của kỳ hoàng thì khỏi cần phải mơ tưởng tới nữa với tính cách kia của giấm vương châu Á, tư giả Hàn, tuyệt đối không có khả năng giao nhẫn của kỳ hoàng lại cho nàng. Còn cả hàng hóa kia nữa, cũng bị cướp đi rồi. Suốt cuộc mình đã tạo nên nghiệt gì, mà yêu phải một người đàn ông không đáng tin cậy như vậy, chuyên cướp đồ của bà xã nhà mình. Rất nhanh, Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ cung lão ở, đi tới khu tiếp nhận nhiệm vụ. Tóc của Tu La Chủ, trong lòng Diệp Oản Oản khá là có niềm tin nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tư giả hàn chính là gã, dã nam nhân, năm đó đã che giấu thân phận với mình, mà đường đường cũng chính là do mình và anh ta sinh ra. Đương nhiên, hết thảy những thứ này phải đợi kết quả giám định thân nhân có rồi mới được tính. Sau khi đến khu tiếp nhận nhiệm vụ, một vị huấn luyện viên xích diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười nói, Diệp Oản Oản, nhẫn của kỳ hoàng, mang tới chưa? Diệp Oản Oản, tại sao lại hỏi nhẫn của kỳ hoàng chứ? không thể hỏi một chút về tóc của tu la chủ sao. Mắt thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, không ít lính đánh thuê gần đó dối rít bu lại. Một đoạn thời gian trước, Diệp Oản Oản vừa mới nhận hai cái nhiệm vụ cấp S, còn có một cái nhiệm vụ cấp S cộng, hiện tại đã lập tức đến giao trả nhiệm vụ. Còn bà nó, chẳng lẽ thật sự Diệp Oản Oản đều đã hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ? Nói đùa sao? Tôi không tin. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vị huấn luyện viên xích diễm bên cạnh mình, tức giận mở miệng đáp chưa. Diệp Oản Oản dứt tiếng, một đám học viên lính đánh thuê gần đó, đồng loạt lộ ra thần sắc quả như lành thế. chương 1944, nhiệm vụ hoàn thành. Mà cũng đúng, kỳ hoàng là ai chứ? Nhẫn của anh ta có thể dễ dàng thu vào tay như vậy sao? Nói đùa à? Hơn nữa, lần trước thẩm gia cử hành buổi đấu giá từ thiện, nghe nói Kỳ Hoàng đã đem chiếc nhẫn của anh ta đi đấu giá. Muốn lấy nhẫn của Kỳ Hoàng, thật dễ dàng, lấy tiền đập vào, chỉ cần có tiền, có đủ tiền, vậy thì nhiệm vụ này thật là quá dễ dàng rồi. Nhưng như đã nói qua, toàn bộ học viện xích diếm, trừ thẩm gia đại công tử ra, còn có ai lại thiếu não như vậy? Vì một nhiệm vụ mà không tiếc bỏ ra một số tiền trên trời. Nếu như nói là thẩm gia đại thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì sẽ không một ai hoài nghi gì huấn luyện viên xích diễm bất đắc dĩ cười một tiếng diệp oản oản nhận ba nhiệm vụ căn bản là không có khả năng hoàn thành đều nằm trong dự liệu của ông ta vậy nhiệm vụ hộ tống cấp s cộng thì sao huấn luyện viên xích diễm tiếp tục mở miệng hỏi diệp oản oản lườm huấn luyện viên xích diễm một cái hơi có chút cạn lời chẳng lẽ mình nhận ba cái nhiệm vụ lần này trở về liền nhất định phải hoàn thành cả ba cái sao là ai quy định chẳng lẽ không thể chỉ hoàn thành một cái chưa xong, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản rứt tiếng, không ít học viên lính đánh thuê đẳng cấp cao bốn phía, đồng loạt nhìn nhau cười một tiếng. Đoạn thời gian gần đây, Diệp Oản Oản tại học viện xích diễm tuy là danh tiếng cực thịnh. Nhưng nói cho cùng, bất quá cùng lắm chỉ có được thực lực của lính đánh thuê cấp S. Nhiệm vụ chiếc nhẫn của kỳ hoàng tạm không nói đến. Dù sao, một đoạn thời gian trước kỳ hoàng đã đem chiếc nhẫn kia của mình đi đấu giá, chỉ cần có tiền là có thể có được. Điều này và thực lực bản thân đã không có quan hệ gì, muốn có được chiếc nhẫn của kỳ hoàng, cần có tài chính mạnh là đủ rồi. Lại nói tóc của Tu La Chủ, Tu La Chủ cũng không cầm đi đấu giá, muốn dùng tiền mua, chưa chắc có thể mua được. Một sợi tóc mặc dù không quan trọng, nhưng cứ như vậy chạy đi cướp hoặc yêu cầu lấy được tóc của Tu La Chủ, quả thực là đang nói chuyện không tưởng. Nhất là nhiệm vụ hộ tống vật phẩm cấp S cộng kia, đã trực tiếp dẫm vào địa bàn của A Tu La. Muốn hộ tống bình an, căn bản là lời nói vớ vẩn. Đừng nói là Diệp Oản Oản, coi như là lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu, cũng không có khả năng hoàn thành. Giờ phút này, huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghi ngờ hỏi, cái gì ngươi cũng đều chưa xong, vậy thì muốn tới giao trả nhiệm vụ gì? Lúc này, Diệp Oản Oản lườm huấn luyện viên Xích Diễm một cái, nói, ai nói cái gì ta cũng đều chưa xong. Diệp Oản Oản nói xong, huấn luyện viên Xích Diễm và đông đảo học viên ở đây đều sững sờ. Diệp Oản Oản tổng cộng chỉ nhận 3 nhiệm vụ, nhiệm vụ hộ tống S cộng và nhiệm vụ nhấn kỷ hoàng cấp S đều vẫn chưa xong, vậy cũng chỉ còn lại có nhiệm vụ tóc của Tu La Chủ, mà thôi. Chẳng lẽ nói, tóc của Tu La Chủ, Diệp Oản Oản đã đoạt tới tay. Chuyện này làm sao có thể? Gạt người à, tóc ai cũng đều giống nhau, cô ta nói là tóc của Tu La Chủ, chẳng lẽ liền chính là tóc của Tu La Chủ rồi sao? Làm sao có thể? Nhiệm vụ này rõ ràng có lỗ hổng, người nào có thể chứng minh là tóc của tu la chủ. Nhưng mà, trong lúc mọi người còn đang bàn tán ẩm ý, một vị huấn luyện viên xích diễm cấp cao nào đó từ trong đám người nhanh chân đi đến đây. Người chính là Diệp Oản Oản. Huấn luyện viên xích diễm cấp cao nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản đầu tiên là nhìn ông ta một cái, chợt gật đầu thừa nhận là ta. Ha ha, thật đúng là không nhìn ra, không thẹn là đệ tử của cung lão huấn luyện viên xích Diễm cấp cao nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chật chật khen ngợi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ, cái vị huấn luyện viên xích giếm cao cấp này nói những thứ này là có ý gì. Trước đó vài ngày, người đã nhận lấy 3 nhiệm vụ, hai cái cấp S, một cái S Ta mới vừa nhận được tin tức từ khách hàng tuyên bố nhiệm vụ hộ tống cấp S cộng, nói hàng hóa đã được chuyển đến. Huấn luyện viên cao cấp nhìn Diệp Oản Oản, nói chương 1945, Diệp Oản Oản là ma quỷ sao. Hàng hóa đã được chuyển đến. Vị huấn luyện viên xích diếm cấp cao này vừa dứt lời, Diệp Oản Oản liền mặt đầy mộng bức. Đây là cái tình huống gì? Vật phẩm kia không phải là đã bị tư giả hàn sai đám đàn em cướp đi rồi hay sao? Chẳng lẽ nói, tư giả hàn tự mình cho người cướp hàng hóa tới tay, sau đó lại dựa theo lộ tuyến vốn có, mà tự mình đi chuyển phát nhanh cùng lắm chỉ trong vòng mấy hơi thở, Diệp Oản Oản cũng đã xác định, tuyệt đối là như thế. Xem ra, khát khao muốn sống của Tư giả Hàn vẫn rất là mạnh mẽ. Vốn mình còn định qua một đoạn thời gian ngắn lại qua tìm anh ta tính sổ kia mà. Ha ha, ta thật sự rất tò mò, ngươi là như thế nào lặng yên không một tiếng động vận chuyển chót lọt hàng hóa qua địa bàn của Atula. Huấn luyện viên cao cấp nói. Diệp Oản Oản, người của Atula tự mình vận chuyển làm sao có thể không chót lọt đến đúng địa chỉ cho được đương nhiên trong lòng suy nghĩ như thế nhưng trên miệng diệp oản oản lại không tiết lộ tí nào chỉ có thể cười cười xấu hổ con bà nó nhiệm vụ hộ tống cấp s cộng đã hoàn thành nghe huấn luyện viên cao cấp nói một đám học viên xích diễm mặt đầy kinh ngạc khó mà tin nổi cô nàng diệp oản oản này rốt cuộc có lai lịch gì loại nhiệm vụ này mà cô ta cũng có thể hoàn thành đáng sợ nhất chính là hoàn thành trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nếu đổi lại là lính đánh thuê cao cấp khác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ như thế căn bản là không thực tế. Diệp Oản Oản, người cũng thật là lợi hại. Lúc hộ tống hàng hóa cấp S+, -cộng, lại còn thuận đường lẻn vào trụ sở chính Atula, nhổ đi một sợi tóc của Tula chủ. Giờ phút này, huấn luyện viên cao cấp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Diệp Oản Oản nhổ đi một sợi tóc của tu la chủ, chẳng lẽ không phải chính là tư giả hàn tự nhổ hay sao? Không đúng, người nọ làm sao biết được. Ha ha, bên ngoài đã truyền tới tin tức, tu la chủ đang nổi trận lôi đình. Căn cứ theo người bên cạnh tu la chủ nói, có người ban đêm lẻn vào trụ sở chính A tu la, tuyên bố khiêu chiến với tu la chủ, nhưng mà còn chưa đánh, lại thừa dịp tu la chủ chưa chuẩn bị, nhổ mất vài cọng tóc của hắn ta, sau đó nhanh chóng trốn thoát người này nhất định là người đi. Huấn luyện viên xích diếm cấp cao nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản, đúng, là ta, đều là ta làm. Vốn là chỉ muốn khiêm tốn hoàn thành nhiệm vụ, thật không nghĩ đến. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nghĩ tới, người đàn ông của mình lại không cho phép. Để cho nàng nở mày nở mặt như vậy, nàng còn có biện pháp gì? Vào giờ phút này, một đám học viên xích diễm ở phụ cận nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hoàn toàn choáng váng chơi với. Nếu như không phải là trực tiếp nghe nói từ trong miệng vị huấn luyện viên xích diễm cao cấp này, có đánh chết bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Diệp Oản Oản trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cấp S cộng qua địa bàn Atula, an toàn trở về. Sau đó lại trắng trợn đi khiêu chiến Tu La Chủ, rốt cuộc thừa dịp nhất thời Tu La Chủ không kịp phòng bị, nhổ tóc của Tu La Chủ xong, bỏ chạy nữ nhân này còn là người sao? Không phải là ma quỷ sao? Sự can đảm của cô ta rốt cục lớn đến thế nào mới dám đi khiêu chiến với tu la chủ? Tuy nói, khiêu chiến là giả, nhổ tóc là thực, nhưng... Dâu gì, Diệp Oản Oản có thể lông tóc không tổn hại trốn về từ trụ sở chính A tu la đấy. Nếu đổi lại là một lính đánh thuê cao cấp khác, chưa nói đến sau khi nhổ tóc tu la chủ xong, có thể an toàn trốn về, chỉ sợ là ngay cả dũng khí đi đến trụ sở chính A tu la khiêu chiến với tu la chủ cũng không có. Lợi hại, Diệp Oản Oản, không mất bao nhiêu thời gian, hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp S, một cái nhiệm vụ cấp S cộng, hơn nữa cũng đều có liên quan tới A tu la, thậm chí còn đối mặt với tu la chủ. Độ khó của loại nhiệm vụ này, dùng cấp S đã không còn đủ để diễn tả. Trường 1946, không cẩn thận lại phá kỷ lục. Quả nhiên là đệ tử của cung lão, anh hùng suốt thiếu niên huấn luyện viên xích diễm cấp cao hướng về phía diệp oản oản giơ ngón tay cái lên khóe miệng diệp oản oản hơi co giật muốn mở miệng nói gì nhưng cuối cùng lại không lên tiếng vị huấn luyện viên xích diễm cấp cao này có khả năng có hiểu lầm gì đó với từ thiếu niên chính mình con miệng nó phải gọi là thiếu nữ thiếu nữ không phải là thiếu niên dĩ nhiên hiện tại trên mặt diệp oản oản đang có một lớp trang điểm dày cộm vô cùng xấu xí khó coi cũng không cho phép Diệp Oản Oản giúp mình tự tranh biện về vấn đề giới tính. Lợi hại thật, miệng nó, Diệp sư muội, cô làm thế nào có thể làm được như vậy? Lúc này, một đám lính đánh thuê cấp cao, trong nháy mắt vây quanh, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. "Đừng nói là đám học viên, ngay cả một số huấn luyện viên xích diếm và vị huấn luyện viên cấp cao trước mặt này đều vô cùng hiếu kỳ trong lòng." cái cô nàng Diệp Oản Oản này đến tột cùng là làm cách nào hoàn thành những nhiệm vụ nhìn qua có vẻ là bất khả thi này. Diệp Oản Oản liếc nhìn mọi người một cái, làm thế nào hoàn thành, là boss của nhiệm vụ giúp mình hoàn thành đấy chứ, nếu không còn có thể hoàn thành bằng cách nào. Diệp Oản Oản, người đã phá vỡ hai kỷ lục của học viện Xích Diễm. Rất nhanh, huấn luyện viên Xích Diễm cấp cao nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc. Nghe tiếng, tinh thần Diệp Oản Oản lập tức tỉnh táo hẳn lên phá vỡ kỷ lục gì gì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là có nhận được điểm cống hiến vinh dự hay không. Đây mới là điều mà Diệp Oản Oản trước mắt quan tâm nhất. Kỷ lục thứ nhất, ngươi là học viên hoàn thành nhiệm vụ cấp S, cấp S cộng nhanh nhất trong lịch sử học viện xích diễm từ trước tới nay. Huấn luyện viên cấp cao nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, tiếp tục nói kỷ lục thứ hai, ngươi là học viên học viện xích diễm đồng thời nhận nhiệm vụ cấp S và S cộng cùng lúc, hơn nữa còn hoàn thành nhanh nhất từ trước tới nay có được khen thưởng không? Diệp Oản Oản vội vã mở miệng hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, huấn luyện viên xích diễm cao cấp nhất thời xứng sờ, tựa hồ có chút không cách nào hiểu được. Cao mày nói, khen thưởng nhất định là có, bất quá, vinh dự liên tục phá vỡ hai cái kỷ lục, chẳng lẽ không quan trọng bằng phần thưởng hay sao? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, ngài nói cho ta biết, được thưởng bao nhiêu điểm cống hiến là được rồi. Mỗi kỷ lục 10.000, tổng cộng là Huấn luyện viên xích diễm cấp cao mở miệng đáp. Huấn luyện viên vừa dứt tiếng, trên mặt Diệp Oản Oản liền xuất hiện một nụ cười tươi như hoa, hận không thể lập tức lướt tới trụ sở chính Atula, ôm lấy nam nhân nhà nàng hôn cho một phát. 20.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, lại cộng thêm nhiệm vụ cấp S và S cộng hoàn thành, lập tức lại có thể tìm viện trưởng, tiến hành thôi miên sâu thêm một lần. Chuyện Diệp Oản Oản lần nữa phá vỡ kỷ lục của học viện xích diễm, chỉ mất thời gian nửa ngày, cũng đã truyền khắp học viện. Không ít các vị lão giả cao tầng của học viện xích diếm, súng xít đi đến nơi ở của cung lão để chúc mừng ông. Những người như các cao tầng học viện này, đã sớm không còn bị quyền lực và tiền tài làm vướng bận, ngược lại chỉ quan tâm đến đệ tử mình dạy ra giỏi đến mức nào, có thể lấy được bao nhiêu vinh dự, đây mới là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi. Cung lão thậm chí còn mở tiệc rượu lớn tại chỗ ở, giữ diệp oản oản lại tiếp khách, ăn mừng mất mấy ngày nguyên bản diệp oản oản cũng không muốn lãng phí thời gian nhưng thấy cung lão nhiệt tình như vậy nàng lại không đành lòng cự tuyệt chỉ có thể phụng bồi cung lão quẩy tưng bừng vài hôm mà viện trưởng xích diễm sau khi biết diệp oản oản đạt được không ít điểm cống hiến vinh dự nhắc khéo diệp oản oản chuyện trả nợ nhưng lại bị nàng cười ha hả lơ đẹp nào có chuyện mới vừa vay liền trả ngay mấy ngày sau diệp oản oản thuận tay nhận mấy cái nhiệm vụ chật rời khỏi học viện xích diễm không sợ minh Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, để cho Thất Tinh đi thông báo với đại trưởng lão, mình đã quay trở lại. Chương 1947, kết quả giám định thân nhân. Ước chừng nửa giờ sau, lúc này đại trưởng lão mới chạy tới, cầm theo trong tay một tờ báo cáo. Sau khi nhìn thấy tờ báo cáo trong tay đại trưởng lão xong, không hiểu vì sao, bỗng nhiên Diệp Oản Oản lại có chút khẩn trương hơn. Tuy nói, trước mắt Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định đường đường 80 đến 90% là bảo bảo của mình và tư dạ hàn. Nhưng, lỡ như có một biến số bất ngờ thì biết làm sao bây giờ. Minh chủ, kết quả xét nghiệm đã xuất ra rồi. Thấy Diệp Oản Oản rất lâu không lên tiếng, đại trưởng lão chủ động mở lời. Trước tiên chờ một chút, kết quả tốt hay xấu? Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, cau mày hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, đại trưởng lão xứng cả người. Kết quả tốt hay xấu, làm sao ông biết là tốt hay xấu bởi vì mẫu thử là của ai ông còn không biết cơ mà chuyện này minh chủ tôi cũng không rõ ràng là tốt hay xấu đại trưởng lão cười khổ vậy thì báo kết quả đi diệp oản oản trầm tư chốc lát quả quyết ra lệnh nghe lệnh đại trưởng lão gật đầu một cái đáp theo kết quả giám định mà xem hai mẫu thử cho ra kết quả có quan hệ máu mủ với nhau vừa khớp nguyên bản diệp oản oản đã chuẩn bị xong dự tính xấu nhất nhưng sau khi đại trưởng lão dứt tiếng, tất cả tâm tình tiêu cực đều tan thành mây khói, chỉ còn lại kinh hỉ. Nói cách khác, kết quả giám định thân nhân, tư giả hàn là cha ruột của đường đường bảo bối. Còn chưa vui mừng được bao lâu, cơ hồ một cái chớp mắt tiếp theo, trong lòng Diệp Oản Oản lại hừng hực cháy lên một ngọn lửa giận vô hình. Tư giả hàn có phải là bị cạn não rồi hay không, hay là anh ta bị thiếu thông minh? Anh ta và mình sinh ra được một đứa con bảo bối, vậy mà cũng không biết coi như là năm đó sau khi mình mang thai lẩn tránh tư giả hàn không cho anh ta biết nhưng anh không biết thì chính là anh sai hiện tại suy nghĩ kỹ một chút đường đường và tư giả hàn rõ ràng là từ một khuôn đúc ra có được hay không mũi ánh mắt miệng thậm chí còn cả tính cách đường đường hoàn toàn chính là một phiên bản thu nhỏ chân chính một tiểu tư giả hàn không được không được không được lòng diệp oản oản tràn đầy yêu sầu đường đường bảo bối giống cha của mình như vậy đến tính cách đều giống nhau vậy thì sau này lớn lên hẳn là cũng có khả năng bị ế rất cao có thể tìm được vợ hay không tạm thời không nói đến dù cho có tìm ra được đoán chừng cũng sẽ làm cho vợ mình tức chết chính mình nhất định phải dạy cho đường đường một số kỹ năng tán gái ngay từ khi còn nhỏ tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ của tư dạ hàn trình độ tán gái gần như bằng không minh chủ cô không sao chứ đại trưởng lão đứng ở một bên thấy diệp oản oản trong một khoảng thời gian rất ngắn trên mặt thay đổi ít nhất mười mấy dạng biểu cảm không nhịn được mở miệng hỏi không có việc gì không có việc gì đại trưởng lão lần này cực khổ cho ông rồi ông đi làm việc trước đi diệp oản oản hướng về đại trưởng lão phân phó vâng vậy nếu minh chủ có chuyện gì gọi điện thoại hoặc bảo người cho tôi biết là được đại trưởng lão nói xong xoay người rời đi giờ phút này diệp oản oản cũng chịu đựng không nổi sự thật con trai bảo bối của mình bị một thứ hàng giả chiếm đoạt nữa nhịn nhục lâu như vậy dường như đã đến lúc mình nên có hành động khôi phục lại thân phận của nhiếp vô yêu hay không là thứ yếu ít nhất trước tiên phải vạch trần thứ hàng giả đó đã đây mới là việc cần thiết trước mắt diệp oản oản vốn định tìm người thương lượng một chút nhưng suy nghĩ kỹ một hồi nơi này là không sợ minh nếu để cho bọn họ đi cướp đốt diệt tiếp chuyện này không có vấn đề gì nhưng bảo bọn họ suốt mưu bày kế hay là tự mình nghĩ ra kế sách vẫn là thôi đi diệp oản oản ngồi trên ghế làm việc cầm điện thoại lên vốn muốn định gọi cho tư giả hàn nhưng mà nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn buông điện thoại xuống trước mắt không sợ minh bị võ đạo liên minh công hội nhìn chằm chằm nói không chừng trong điện thoại đều có cải nghe lén hơn nữa hiện tại dường như cũng không thích hợp để cho tư giả hàn biết được Chương 1948, bằng sắc đẹp của tôi. Sau khi biết được kết quả giám định thân nhân, tâm tình Diệp Oản Oản thật sự là tương đối phức tạp. Nàng còn nhớ năm đó chính mình từng thuận miệng nói một câu, trên thế giới này sợ là chỉ có gen của nàng và tư dạ Hàn mới có thể sinh ra đường đường tiểu bảo bối đáng yêu như thế. Kết quả thật không ngờ tới, lại chính là một lời tiên đoán. Chỉ tiếc vào lúc này, nàng chỉ có thể một mình yên lặng kích động. Một mặt là bởi vì hiện tại quả thật không phải là thời cơ thích hợp để nói cho tư dạ hàn, mặt khác, nàng cũng tương đối lo lắng bị phát hiện. Nếu như nói cho tư dạ hàn rằng đường đường là con của bọn họ, cũng không sai biệt lắm nói cho anh ấy biết, mình chính là nhiếp vô yêu. Nói cho anh biết mình chính là nhiếp vô yêu, vậy thì quan hệ giữa nàng và kỳ hoàng. Thích, trước khi ngửa bài, còn phải hoàn tất công tác trần an, ổn định tâm lý của đối tượng mới được. Được rồi, ông lui xuống đi. Diệp Oản Oản lên tiếng. Vâng, nếu như Minh Chủ còn có gì cần phân phó, tùy thời gọi tôi. Đại trưởng lão cung kính lui xuống. Đại trưởng lão mới vừa rời đi, đã thấy bóng người của bác đầu lon ton chạy vào. Phong tỷ, tỷ thật sự là quá trâu bò rồi. Tỷ rốt cuộc là làm sao làm được. Nghe nói tỷ lại có thể đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ cấp S và một nhiệm vụ cấp S cộng. Ngạc nhiên chưa, Diệp Oản Oản tương đối lãnh đạm bình tĩnh. Bác đầu kích động đáp, làm sao có thể không ngạc nhiên chứ đó chính là tóc của tu la chủ đó nha thì ra lần trước tỉ lẻn vào a tu la chính là vì cái này gì chứ tóc còn có thể hiểu được chỉ cần vô xỉ một chút cũng có thể đoạt đến tay nhưng còn tín vật đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ngay cả không sợ mình chúng ta đều lén vận chuyển không thành công toàn bộ độc lập châu căn bản là không có ai đủ bản lãnh để hoàn thành phong tỉ rốt cuộc tỉ mướn ai bắt đầu hiếu kỳ không thôi tiếp tục truy hỏi. Diệp Oản Oản, cái gì gọi là vô sỉ một chút, nàng chính là quang minh chính đại, đoạt lấy. Một bên, mặt thất tinh cũng đầy vẻ hoài nghi, cậu ta suy đoán rất lâu, cũng không biết phong tỷ rốt cuộc là tìm ai giúp. Diệp Oản Oản nghĩ đến, người nào đó, lẳng lặng lén sau lưng làm nhiệm vụ giúp mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt lịm, tôi thuê A Tu La hộ tống đấy. Bắt đầu, thất tinh, bắt đầu có chút cạn lời rồi, phong tỷ, tỷ chiêu chọc đệ ư. Chưa nói trước tiên Atula không có khả năng tiếp nhận loại nhiệm vụ này, tỷ bằng cái gì mà có thể mướn được Atula. Diệp oản oản lườm hắn ta một cái, chống cằm nói, bằng cái gì? Bằng sắc đẹp của tôi, không được sao? Bắt đầu lầu bầu, nếu như là dùng sắc đẹp để dụ dỗ, để cảm thấy. Với độ đẹp trai của tu la chủ, vậy chắc chắn là anh ta thua thiệt. Vụ làm ăn này chắc chắn anh ta không nhận đâu. Cái tên này, có biết nói chuyện hay không vậy hả? Xí, không tin thì thôi. Đầu năm nay nói thật vậy mà không có lấy nổi một người nào tin. Diệp Oản Oản đang nói chuyện với bác đầu và thất tinh, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến, lão bản xưởng giấm độc lập châu. Diệp Oản Oản thuận tay cầm lên nhìn một cái, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến này, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt như có ngàn vạn đóa hoa đào trong nháy mắt nở rộ. Thật là vạn vạn không ngờ tới, Tư Dạ Hàn lại sẽ có thể chủ động gọi điện thoại cho nàng. Cái số này Tư Dạ Hàn để lại cho nàng khẳng định là tương đối riêng tư và an toàn, chỉ cần là lúc liên lạc không nói chuyện gì quá cơ mật khẩn cấp, thì nói chuyện bình thường cũng không có vấn đề gì. Hích, Phong tỷ, điện thoại của ai mà tỷ cười đến như vậy? Xuân Tâm Dạo Dực bắt đầu hiếu kỳ không thôi, nhón chân lên liếc nhìn điện thoại của Diệp Oản Oản một cái, "Ồ. Oh. Lão bản, xưởng giấm, Độc Lập Châu." sau khi thấy rõ tên người gọi đến, bắt đầu mặt đầy mộng bức, nhận một cuộc điện thoại của ông chủ xưởng giấm, tại sao phải cười thành như vậy? Phong tỷ, tỷ muốn mua giấm sao? Diệp Oản Oản không thèm phản ứng lại bắt đầu, đầy đắc ý mà nhận điện thoại, alo, cục cưng tương đương tương đương. chương 1949, có phải là nhớ người ta rồi hay không? Câu cục cưng của Diệp Oản Oản vừa mới dứt bắt đầu và thất tinh hai người nhất thời nổi ra gà khắp toàn thân nói chuyện cùng với một ông chủ xưởng giấm mà cũng cần ôn nhu vậy sao bác đầu gãi đầu một cái mặt không cách nào hiểu được tâm tình diệp oản oản đang cực kỳ tốt căn bản không để ý hai người tiếp tục nói chuyện rất tự nhiên làm sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho em gần đây thế nào có cái gì dị thường không đầu kia điện thoại di động truyền tới một giọng nam có vẻ rất nghiêm túc nhưng không cách nào che giấu nổi sự ân cần ôn nhu trong âm thanh không có hết thảy đều tốt Đúng rồi, còn chưa kịp cảm ơn anh đây. Cảm ơn món quà của anh, em đặc biệt thích, thật sự là quá tình cảm rồi tương đương, Diệp Oản Oản vui vẻ nói lời cảm ơn. Tư Dạ Hàn biết thứ nàng nói là giúp nàng vận chuyển món hàng kia. Vốn có chút ảo não vì mình có phần quá dung túng nàng, nhưng bây giờ, nghe ngữ khí vui vẻ của cô gái, một chút hối hận không đáng kể kia đã hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Ừm, trong lòng chàng trai sau khi nghe được một chàng khen ngợi rõ ràng đã là xuân về hoa nở lại kiệm lời chỉ đáp lại một chữ ừm. về phần hai thanh niên đứng ở một bên hóng điện thoại của diệp oản oản bắt đầu ghé vào tai thất tinh thì thầm món quà của ông chủ xưởng giấm ông chủ xưởng giấm có thể tặng cái gì một thùng giấm sao mặc dù thất tinh cũng không biết ông chủ xưởng giấm này là ai bất quá cũng không quan tâm bao nhiêu mãi đến khi Mãi đến khi Diệp Oản Oản nâng cầm lên, mềm giọng hướng về phía đầu kia điện thoại di động làm núng, xí, ban đầu ép anh nhận số điện thoại em mà anh cũng không thèm để ý, hiện tại lại có thể sẽ chủ động gọi cho em. Có phải là nhớ người ta rồi hay không? Vốn những đoạn đối thoại trước đó vẫn còn bình thường, nghe đến đây, thất tinh lập tức ngẩng đầu lên, bắt đầu cũng mặt đầy kinh sợ. Ép người ta nhận số điện thoại, còn hỏi người ta có nhớ chính mình hay không? Đoạn đối thoại này dường như có gì đó sai sai thì phải. Không không không, tỉnh táo một chút, Phong tỷ nói chuyện với ai cũng đều không đứng đắn như vậy, nhất định là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Hu hu, em rất nhớ anh đó, nha tương đương buổi tối đều cảm thấy ngủ không ngon, tương đương em có thể đến chỗ anh ngủ hay không? Diệp Oản oản gục xuống bàn, mặt mày ủ rột mè nheo, giọng nói muốn mềm mại bao nhiêu liền có mềm mại bấy nhiêu. Thật ra thì là, căn nhà ma kia của nàng quá nghiệp chướng sau khi nàng tới độc lập châu liền chưa bao giờ ngủ ngon. Mặt khác, sau lần trước nhìn thấy tư giả dạ hàn bị đau đầu, nàng cũng có chút lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Thật vất vả mới, nuôi, cho anh ổn ổn được một chút, nếu như trở lại thành bộ dáng trước đây, chẳng phải là nàng thua thiệt lớn rồi sao? Một bên, bắt đầu và thất tinh vốn đang bình tĩnh, lại vạn vạn không ngờ tới Diệp Oản Oản lại đột nhiên đua xe, khiến hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Buổi tối tới, ngủ chung, bọn họ vừa nghe được cái gì, chung quy chuyện này không phải là hiểu lầm rồi đi. Phong tỷ từ lúc nào đã cua, được một ông chủ xưởng giấm rồi vậy hả? Nàng vừa cấu kết với kỷ hoàng, vừa chiêu chọc tu la chủ, lại còn có tinh lực lén sau lưng hai người bọn họ chơi đùa với một ông chủ xưởng giấm. Đầu kia điện thoại di động, tư giả hàn coi như giờ phút này không thấy được, cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngọt ngào mềm mại và vẻ rảo hoạt sáng trói trong ánh mắt của cô gái, cơ hồ như một giây kế tiếp liền không kiềm chế được đáp lại một tiếng, được. Tư giả hàn, không được nghịch ngợm. Diệp oản oản bất mãn mà bĩu môi một cái, biết ngay anh sẽ nói như vậy mà. Diệp oản oản lại tiếp tục cầu nhau cùng với tư giả hàn cả nửa ngày, mới lưu luyến không nỡ mà cúp điện thoại. Mà trong phòng, bắt đầu và thất tinh đều đã muốn hóa đá rồi. Diệp oản oản ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn, ô, hai người các cậu còn chưa đi à? bắt đầu kinh ngạc đến ngây người, phong tỷ. Từ lúc nào tỷ lại dụ dỗ thêm được một người nữa vậy? Ông chủ xưởng giấm độc lập châu này là ai? Diệp Oản Oản cười híp mắt trả lời, có thời gian rảnh rỗi đi bát quái như vậy, không bằng đi làm giúp tôi mấy nhiệm vụ này. chương 1950, xảy ra chuyện lớn rồi. Bắt đầu nhất thời im miệng, không không không, đệ bề bộn nhiều việc. Rất bận rộn. Sau khi chạy đi, bắt đầu không ngớt tò mò, léo nha léo nhéo, lão thất, cậu nói xem lão bản xưởng giấm này rốt cuộc là ai vậy? Làm sao tôi lại không nghe nói độc lập châu có một ông chủ xưởng giấm đẹp trai nhỉ? Có thể là minh chủ tình cờ quen, thất tinh hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã bình tĩnh, có người có thể phân tán sự chú ý của minh chủ, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bắt đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng có đạo lý. Chỉ cần người nàng trêu chọc không phải là những nhân vật phiền toái kia, hết thảy đều dễ nói. Đây phòng Trừng cũng là phong tỷ nhất thời cao hứng, không được mấy ngày liền quên ở sau ót. Từ sau khi bắt được kim trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh công hội, Diệp Oản Oản liền phát hiện, tại bốn phía không sợ minh, có thật nhiều cơ sở ngầm của Võ Đạo Liên Minh công hội quanh quẩn. Vốn muốn đợi sau khi chuyện này lắng xuống, chính mình lại cẩn thận thẩm vấn kim trưởng lão một phen. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà xem, vụ này không biết đến lúc nào mới có thể lắng xuống. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng không ngờ Phó đạo Liên minh Công hội lại có thể coi trọng kim trưởng lão như vậy, đến hiện nay vẫn như cũng không chịu từ bỏ ý định. Không nhìn ra tổ chức này lại có thể trượng nghĩa như vậy. Chỉ sợ là có thể liều mạng cùng với không sợ minh. Sau khi thấy được sự cố chấp của Công hội, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Khó trách phó đạo Liên minh Công hội người ta lại có thể áp đảo độc lập châu, trở thành thế lực cầm cân nảy mực của cả khu vực. Đây không phải là không có đạo lý, nếu như đổi lại là thế lực khác chỉ sợ là đã sớm sẽ không quản sự sống chết của một vị trưởng lão rồi. Ngày kế, Diệp Oản Oản đang trong phòng làm việc lim dim, lại bị Bắc Đầu đánh thức. Phong tỷ, Bắc Đầu cũng không gõ cửa, cùng với Thất Tinh cùng nhau xông vào phòng làm việc. Giọng của Bắc Đầu oang oang, khiến cho Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị đánh thức. Sao vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu và Thất Tinh, mở miệng hỏi. "Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi." Thất Tinh nói. Đúng đúng đúng, phong tỷ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, bắt đầu cũng vội vàng lên tiếng. Có thể nói rõ ràng hay không, xảy ra chuyện lớn gì, trời sập sao. Diệp Oản Oản hơi có chút bất mãn lườm bắt đầu một cái. Khi Diệp Oản Oản biết được nhiếp vô yêu chính là Bạch Phong, và toàn bộ không sợ minh lại là do mình năm đó dùng tên giả Bạch Phong tự tay sáng lập, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được thông tin này. Năm đó, vì sao mình lại nhận nhiều người kỳ lạ như thế vào không sợ minh đây tuyệt đối không phải là phong cách của nàng trời sập thực sự là không khác trời sập chút nào cả bác đầu thở hổn hển lên tiếng nghe bác đầu nói vậy diệp oản oản hướng về thất tinh nhìn lại ít nhất coi như thất tinh cũng đáng tin hơn một chút nhưng mà thất tinh lại hướng về diệp oản oản gật đầu một cái dường như vô cùng đồng ý với cách nói của bác đầu phong tỷ cứ điểm giấu kim trưởng lão bị võ đạo liên minh công hội tìm được. Chỉ chốc lát sau, thất tinh mở miệng giải thích. Thất tinh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản trong nháy mắt mộng bước tại chỗ. Cậu nói là võ đạo liên minh công hội, tìm được cứ điểm của chúng ta, bắt tại trận. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Đúng vậy phong tỉ, chuyện mới vừa xảy ra, vẻ mặt bắt đầu như đưa đám. Diệp Oản Oản, chuyện này con miệng nó nào chỉ là trời sập, đây rõ ràng là trời long đất lở. Với danh vọng và thực lực của Võ Đạo Liên Minh Công Hội tại Độc Lập Châu mà nói, không sợ Minh bị bọn họ bắt quả tang, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng Diệp Oản oản hiểu rõ, lần trước Võ Đạo Liên Minh Công Hội tìm đến mình, muốn khiến cho Không Sợ Minh và Atula đối địch, đi đến trụ sở chính Atula gây chuyện. Nhưng mình lại làm chẳng đâu vào đâu, chẳng khác nào là lừa tiền tài của Võ Đạo Liên Minh Công Hội cả. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao nàng cũng đã đi đến địa bàn của Atula cũng đi gây chuyện, làm náo loạn. Trong lòng Võ đạo Liên Minh công hội có giận cũng khó có thể nói thêm gì, hoàn toàn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng lần này thì lại khác, không sợ Minh cướp lượng lớn tài nguyên của Võ đạo Liên Minh công hội, còn bắt cóc một vị trưởng lão của bọn họ. Chương 1951, không khác nào giúp người đang gặp nạn. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, được uityuyl.vn gần như trong tích tắc, trong đầu Diệp Oản Oản lóe lên vô số ý tưởng, nhưng đều bị nàng bác bỏ. Vốn Diệp Oản Oản muốn báo cho tư dạ Hàn biết, nhưng nghĩ lại, nếu làm thế, không khác nào chính mình kéo Atula cùng xuống nước cả. Coi như không sợ Minh và Atula hợp lại, cũng không có khả năng là đối thủ của võ đạo liên minh công hội. Võ đạo liên minh công hội tới rồi à? Diệp Oản Oản cao mày nhìn về phía thất tinh và bắt đầu hỏi. Không có, thất tinh lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản bình tĩnh ngồi trên ghế sa lông, không cần nghĩ nhiều, võ đạo liên minh công hội nhất định là quay về tập hợp nhân lực, để đến lúc đó dễ bề tiêu diệt không sợ minh. Cùng võ đạo liên minh công hội khai chiến, hiển nhiên là không thực tế. Trong giờ phút quan trọng này, chính mình phải suy nghĩ lý do hợp lý, khiến cho việc cướp tài nguyên, bắt cóc trưởng lão đều không có chút liên quan nào đến không sợ minh bọn họ mới được. Kim trưởng lão được bọn họ cứu về rồi sao? diệp oản oản tiếp tục hỏi phong tỷ không có kim trưởng lão chết rồi bắt đầu nhanh chóng đáp chết trong mắt diệp oản oản tức thì hiện ra vẻ mừng như điên nếu chết thì quả thật là quá tốt rồi chết vào lúc này cũng có ý nghĩa không khác nào giúp người đang gặp nạn cả chỉ cần kim trưởng lão chết đi không bằng không chứng ai có thể nói chỗ kia là cứ điểm của không sợ minh không sợ minh biết kim trưởng lão bị bắt cóc vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta nên đã điều động phần lớn nhân lực đi tìm tung tích của kim trưởng lão. nhưng mới vừa tìm được kim trưởng lão, lại vô tình gặp được người của võ đạo liên minh công hội. chẳng lẽ không được sao? chỉ cần mình và không sợ mình có chết cũng không thừa nhận có liên quan đến chuyện này. thân là thế lực cầm quyền tại độc lập châu, võ đạo liên minh công hội dưới tình huống không có chứng cứ xác thật, dám khai chiến với không sợ minh sao? chết có chút thảm, bắt đầu thở dài. là ai đánh chết kim trưởng lão? diệp oản oản mặt đầy hiếu kỳ loại nhân tài này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt phong tỷ để có nói tỷ cũng không tin mà để cũng không biết diễn đạt thế nào hay là để đệ, đệ diễn lại cho tỷ xem nhé bắt đầu xoay người nói với thất tinh bây giờ tôi là người của võ đạo liên minh công hội cậu là kim trưởng lão chúng ta tái dựng lại hiện trường thất tinh phong tỷ sau khi võ đạo liên minh công hội tìm tới cứ điểm liền hỏi tình hình kim trưởng lão Lão ta nói Phong tỷ hỏi hắn là ai muốn giết Nhiếp Vô Ưu. Sau đó, Kim trưởng lão còn cam đoan mình không hề tiết lộ chút nào, kết quả là bị người của Võ Đạo Liên Minh công hội tung một trưởng đánh chết. Thất Tinh có sao nói vậy? Thất Tinh vừa dứt lời, Diệp Oản oản sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Đây là tình tiết kiểu gì vậy? Kim trưởng lão bị người của Võ Đạo Liên Minh công hội đánh chết. Người đánh chết Kim trưởng lão là gián điệp của Không Sợ Minh chúng ta? Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Diệp Oản Oản hoài nghi, nếu không phải người của Không Sợ Minh thì cũng là người của Atula. Phong Tỷ là phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội. Thất Tinh mở miệng nói. Diệp Oản Oản, Quang Minh chính đại mà đánh chết Kim trưởng lão, loại chuyện này tuyệt đối không thể là gián điệp làm. Hơn nữa người làm còn là phó hội trưởng, lại càng không thể nào. Nhưng tại sao Võ Đạo Liên Minh Công hội lại phải giết chết Kim trưởng lão? Trong đầu Diệp Oản Oản hiện lên cả ngàn giả thiết, chuyện này hoàn toàn vô lý. Người của chúng ta thế nào rồi?" Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Mấy vị đường chủ bỏ chạy, cũng không có gì đáng ngại. Thất Tinh trả lời. Diệp Oản Oản suy tư một lát, sau đó hạ lệnh, lập tức đi đến khu vực phụ cận Võ Đạo Liên Minh công hội, giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ cần có chút động tĩnh nào, lập tức báo cáo lại cho tôi." Nghe lệnh, Bắt Đầu và Thất Tinh lập tức xoay người rời đi. Chương 1952, hẹn gặp kỳ hoàng. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, được utiyuenfull.vn. Mấy ngày trôi qua, Diệp Oản Oản vô cùng cẩn thận. Nhưng mà, trong vài ngày này, võ đạo liên minh công hội lại không có bất kỳ hành động dị thường gì, căn bản không giống như Diệp Oản Oản dự đoán, sẽ điều động số lượng lớn nhân lực tới tiêu diệt Không Sợ Minh, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Võ đạo liên minh công hội không có chút dị thường nào, đối với Diệp Oản Oản mà nói, chính là điểm khác thường lớn nhất. Bọn họ đánh chết kim trưởng lão, sau đó đối với không sợ minh bỏ mặc không quan tâm. Dựa theo logic bình thường, làm sao lại có thể như vậy được? Đối với tác phong làm việc của võ đạo liên minh công hội, Diệp Oản Oản hoàn toàn không đoán ra. Nhưng bất luận như thế nào, lần này võ đạo liên minh công hội không tới gây sự với không sợ minh, chính là điều không thể nào tốt hơn. Diệp Oản Oản cũng không hoàn toàn buông lỏng, tăng cường phòng bị cho Không Sợ Minh, hơn nữa cũng để lại nhiều tai mắt ở khu vực xung quanh Võ Đạo Liên Minh công hội. Chỉ cần Võ Đạo Liên Minh công hội muốn ra tay với Không Sợ Minh, bọn họ sẽ biết được ngay lập tức. Hôm đó, Diệp Oản Oản để người thông báo đến kỳ tu nhiễm, hẹn kỳ tu nhiễm ăn cơm. Hẹn kỳ tu nhiễm dĩ nhiên là không có ý tứ gì khác, chẳng qua Diệp Oản Oản cho là, kỳ tu nhiễm tất nhiên biết được sự thật mình là nhiếp vô ưu. Cho nên nàng muốn từ trong miệng của kỳ tu nhiễm biết được chút gì đó hoặc ít nhất cũng hỏi cho rõ ràng lần ăn cơm cùng kỳ tu nhiễm này diệp oản oản có thể nói là đã cẩn thận lại càng thêm cẩn thận vạn nhất bị tư dạ hàn biết thì sẽ không biết phải giải thích thế nào tôi đó trong căn phòng riêng sang trọng của một quán rượu nào đó bác đầu và thất tinh canh ở bên ngoài trong phòng chỉ có kỳ tu nhiễm và diệp oản oản trên mặt chàng trai từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười như gió xuân kia, con người thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một hồi lâu mới nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười nói, nghe nói, em đi nhổ tóc của Tu La Chủ, hơn nữa cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S cộng của học viện Xích Diễm. Diệp Oản Oản, làm sao lại cảm giác bị thẩm vấn? Nàng biết ngay mà, cung lão nhất định sẽ đi khắp nơi khoe khoang, mà đối tượng để khoe chắc chắn sẽ không thể thiếu kỳ tu nhiễm được. Hích, nhờ vận khí mà thôi, Diệp Oản Oản nói. Chỉ là nhờ vận khí thôi sao? Kỳ tu nhiễm nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, tóc kia, hẳn là chính tu la chủ tự nhổ cho em. Còn hàng hóa, chỉ sợ cũng do chính tu la chủ vận chuyển giúp. Diệp Oản Oản bị hỏi tới cứng họng, trong khi kỳ tu nhiễm ngược lại cũng không có ý tứ đào sâu thêm, cười nhạt nói, tạm thời khoan đề cập đến chuyện đó, trước tiên nói một chút, tối nay em tìm anh là có chuyện gì? Cuối cùng cũng trở về vấn đề chính thật ra thì anh đã biết nhiếp vô ưu tại nhiếp ra đó là giả, đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm kỳ tu nhiễm, chậm rãi nói. Ồ, nghe thấy câu hỏi của Diệp Oản Oản, kỳ tu nhiễm nhất thời cảm thấy hứng thú, không ngừng đánh giá Diệp Oản Oản. Có thể nói một chút, anh đã biết được những gì hay không? Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. Ví dụ như, kỳ tu nhiễm cười khẽ. Thân phận của tôi, Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Kỳ Tu Nhiễm lại trầm mặc trong chốc lát. "Bây giờ, hẳn anh nên gọi em là Tiểu Phong hay là Vô Ưu?" Rất nhanh, Kỳ Tu Nhiễm nói một câu đầy thâm ý. "Quả nhiên anh đã biết tôi là Nhiếp Vô Ưu." Diệp Oản Oản hít sâu một hơi. Nữ lớn 18 biến, quả thực, so với Vô Ưu năm đó, tính cách, mặt mũi và dáng người của em khác nhau một trời một vực. Ngay cả anh cũng suýt nữa không thể nhận ra kỳ tu nhiễm nhìn chằm chằm diệp oản oản bất quá hôm nay em hẹn anh ra đây hỏi những thứ này có thể thấy trí nhớ của em vẫn còn chưa khôi phục nếu anh đã sớm biết thân phận của tôi tại sao không nói rõ diệp oản oản có chút khó hiểu thứ nhất trí nhớ của em đã bị ký ức bao trùm xóa sạch coi như là anh có nói em sẽ tin sao thứ hai là anh nói rõ sẽ tốt hơn hay là để em tự mình nhớ lại sẽ tốt hơn kỳ tu nhiễm lại nói nói cách khác anh để cho tôi tới học tại học viện Xích Diễm, là vì biết năng lực của viện trưởng Xích Diễm, căn bản không phải là muốn để cho tôi đi rèn luyện, mà là muốn giúp tôi khôi phục ký ức. Diệp Oản Oản kết luận sau một hồi trầm tư. Lúc này, khóe miệng kỳ tu nhiễm khẽ mỉm cười, em năm đó, đúng là không được thông minh như vậy. Tuy rằng bị kỳ tu nhiễm trêu chọc, Diệp Oản Oản cũng không ngại. Nếu như không có kỳ tu nhiễm, sau khi mình tới độc lập châu, chỉ sợ rất khó ứng phó. Quả thực, bây giờ suy nghĩ lại một chút, tại độc lập châu, kỳ tu nhiễm đã giúp nàng quá nhiều. chương 1953, cho hắn một câu trả lời. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, được uy vn Hiện tại, Diệp Oản Oản có chút không biết nên đối mặt với kỳ tu nhiễm như thế nào. Ngày trước, Diệp Oản Oản chẳng qua cho là, chính mình giả mạo không sợ minh chủ, thay thế thân phận của Bạch Phong, mà Bạch Phong coi như là vị hôn thê của kỳ tu nhiễm, mình chỉ cần diễn xuất một chút là được. Nhưng đến giờ phút này, Diệp Oản Oản mới hoàn toàn ý thức được, nàng là nhiếp vô ưu Như thế, hôn ước giữa nàng và kỳ tu nhiễm cũng là thật, mà không phải hư cấu. Thật ra thì, nói cho cùng, từ trên một loại logic nào đó mà nói, vị trước mắt này mới là chính chủ. Cẩn thận mà suy nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chẳng lẽ năm đó mình lại ăn chơi trác táng như thế? Sau khi có hôn ước cùng kỳ tu nhiễm, lại còn đi trêu chọc tư giả hàn. Đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của nàng nha. Vậy, anh có biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Giờ phút này, Diệp oản oản nhìn chằm chằm kỳ tu nhiễm, mở miệng hỏi. Chuyện năm đó, em muốn ám chỉ chuyện gì? Kỳ tu nhiễm cười như không cười. Tại sao em lại rời khỏi độc lập châu? diệp oản oản đáp sau một hồi trầm tư chuyện này chẳng lẽ không phải nên là anh hỏi em mới đúng sao làm sao em lại hỏi ngược lại anh kỳ tu nhiễm nhìn diệp oản oản chậm rãi nói không đợi diệp oản oản mở miệng kỳ tu nhiễm tiếp tục nói xem ra trí nhớ của em đúng là chưa khôi phục hoàn toàn em hỏi tại sao em lại rời khỏi độc lập châu anh cho là chuyện này em không cần thiết phải hỏi anh lúc em ở hoa quốc em ở chung cùng với ai thì nên đi hỏi người đó, có đúng không? Diệp Oản Oản, lần này, sau khi nghe Kỳ Tu Nhiễm nói, Diệp Oản Oản đã đoán được một chút về suy nghĩ trong lòng Kỳ Tu Nhiễm. Nhất định anh ta cho rằng Tư Giả dạ Hàn đã dẫn mình rời khỏi Độc Lập Châu. Nhưng điều này cũng không có chỗ nào sai cả, đúng thực là Tư Giả dạ Hàn đã làm chuyện này. Nếu như anh đoán không sai, là Tu La chủ dẫn em đến Hoa Quốc. Đến khi quay lại Độc Lập Châu lần này, em đã mất đi ký ức ban đầu sống bằng ký ức của người khác. Cho nên, em đoán thử xem, là ai hại em, năm đó lại đã xảy ra chuyện gì. Con người kỳ tu nhiễm không chút dao động nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trước đó anh đã nói với em, cách xa tu la chủ ra một chút. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách kỳ tu nhiễm lại có định ý lớn như vậy đối với tư dạ hàn. Chuyện này tựa hồ là có hiểu lầm gì đó. Từ lời dặn của kỳ tu nhiễm có thể thấy được, dường như ở trong nhận thức của kỳ tu nhiễm, hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do tư giả hàn tạo thành. Tư giả hàn mưu mô bất lương, thay đổi tất cả ký ức của nàng, khiến cho nàng sống như một người khác. Hôm nay là lần cuối cùng anh nhắc lại với em. Sau này, cách tu la chủ xa một chút, về phần chuyện hắn đã làm với em, tự anh sẽ cho hắn một câu trả lời. Kỳ tu nhiễm nói, Diệp Oản Oản, quả nhiên là hiểu lầm, hiểu lầm to rồi. Không đúng, không đúng diệp oản oản liền vội vàng lắc đầu phải không nghe tiếng kỳ tu nhiễm liếc diệp oản oản một cái có khả năng là có hiểu lầm diệp oản oản vội mở miệng diệp oản oản đã hiểu ra ở trong mắt kỳ tu nhiễm năm đó là tư giả hàn mang nàng đi hoa quốc hãm hại nàng nhưng sau khi khôi phục lại một phần ký ức diệp oản oản hiểu rõ tư giả hàn cũng không hề hại nàng mà ngược lại còn cứu nàng từ trong tay của võ đạo công hội hơn nữa ký ức bao trùm cũng là do ban đầu nàng lấy cái chết để bức bách tư dạ hàn, thật ra thì căn bản không liên quan đến anh ta. Nếu như đem những thứ này, toàn bộ đều tính lên đầu của tư dạ hàn, thì cũng quá oan uổng cho anh ấy rồi. Quả thật chính là, oan đậu Nga, đời thứ hai. chương 1954, đúng là có hôn ước trong người. Biên soạn, tiểu gia bối. Beta, được vn Đương nhiên, nếu như Diệp hoàn hoàn không giải thích hiểu lầm giữa Kỳ Tu Nhiễm và Tư Dạ Hàn cũng sẽ vĩnh viễn không được giải trừ. Đầu tiên, với tính cách của Kỳ Tu Nhiễm, chỉ sợ căn bản sẽ không truy hỏi Tư Dạ Hàn những thứ này. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù Kỳ Tu Nhiễm chất vấn ngay trước mặt Tư Dạ Hàn, thì với tính cách của Tư Dạ Hàn, căn bản cũng sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Chưa kể đối phương lại còn là Kỳ Tu Nhiễm. Nếu em đã biết mình là Nhiếp vô ưu, thì hẳn cũng rõ giữa em và anh, đúng là có hôn ước trong người. Nhưng em lại đi theo tư giả hàn đến Hoa Quốc, quên đi tất cả. Em nói xem, còn có hiểu lầm gì có thể giải thích. Kỳ tu nhiễm nhẹ nhàng cười khẽ. Diệp oản oản nhìn chằm chằm kỳ tu nhiễm, chân mày hơi hơi nhíu lại. Nếu theo cách nói của kỳ tu nhiễm, dường như quả thực là không có chỗ nào sai. Nhưng bên cạnh đó cũng chứng minh, đối với chuyện năm đó, hẳn là kỳ tu nhiễm không biết gì cả nếu như kỳ tu nhiễm biết rõ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có định ý lớn như vậy đối với tư giả hàn. đúng là tôi đã khôi phục lại một phần ký ức, trong đó có việc võ đạo liên minh công hội truy sát tôi, tư giả hàn năm đó đã cứu tôi. hơn nữa, cũng là tôi yêu cầu tư giả hàn thay đổi trí nhớ của mình. diệp oản oản sau một hồi trầm tư, mở miệng nói: đối với kỳ tu nhiễm vẫn là nên trước tiên đem chân tướng nói cho anh ta biết. nếu không vạn nhất ngày nào đó bởi vì hiểu lầm mà thế lực của kỳ hoàng khai chiến với Atula sẽ rất khó mà ăn nói. Em bị võ đạo liên minh công hội truy sát. Sau khi nghe Diệp Oản Oản giải thích, trong mắt kỳ tu nhiễm hiện ra một vẻ quái dị. Ngoại trừ việc bị võ đạo liên minh công hội truy sát ra, lại là tu la chủ cứu nàng, thậm chí vấn đề về trí nhớ cũng do chính nhiếp vô ưu yêu, yêu cầu. Giờ phút này, kỳ tu nhiễm lâm vào trong trầm tư. Hôm nay tôi hẹn anh tới, thật ra thì chỉ là muốn hỏi một chút anh có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hay không võ đạo liên minh công hội vì sao lại phải truy sát tôi bởi vì tôi chỉ khôi phục lại một phần nhỏ ký ức rất nhiều vấn đề chính mình cũng không nắm được rõ ràng diệp oản oản nhìn kỳ tu nhiễm chậm rãi nói em xác định đúng là võ đạo liên minh công hội đuổi giết em sao chuyện này đúng là anh không biết kỳ tu nhiễm nói xác định diệp oản oản gật đầu một cái không nên tùy tiện trêu chọc võ đạo liên minh công hội, trước hãy chờ anh đem chuyện này điều tra rõ. Hồi lâu sau, kỳ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói với một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Võ đạo liên minh công hội, tại độc lập châu có địa vị vô cùng quan trọng, thực lực cũng mạnh mẽ dị thường. Một không sợ minh nho nhỏ, nếu như muốn đối đầu với võ đạo liên minh công hội, cũng tương đương với lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết. Ừm, um, tôi hiểu rồi, Diệp Oản Oản nói. Nếu nàng muốn đi báo thù thì cũng đã sớm có hành động, như thế nào sẽ chờ đến ngày hôm nay. Diệp Oản Oản cũng không ngốc, sự cường đại của võ đạo liên minh, trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ. Trước tiên tạm quên chuyện này sang một bên, em phải cố gắng khôi phục lại tất cả ký ức, biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, võ đạo liên minh công hội vì sao lại đuổi giết em, biết chưa? Kỳ Tu nhiễm nói. Còn có một việc, sau một hồi trầm tư, lúc này Diệp Oản Oản mới quyết định đem chuyện của Kim Trưởng Lão nói cho Kỳ Tu Nhiễm biết. Ồ, quả là thú vị. Sau khi biết được Kim Trưởng Lão chết ở trên tay của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Thật ra thì, anh cho là có hai khả năng. Ngón tay của Kỳ Tu Nhiễm, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thứ nhất, Võ Đạo Liên Minh Công Hội, giết Kim Trưởng Lão diệt khẩu. Chính là không hy vọng em từ trong miệng kim trưởng lão biết được năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thì sao?" Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Chương 1955, đây là dịch vụ hậu mãi. "Thứ hai, có lẽ, phó Đạo Liên minh công hội muốn để cho em tự khôi phục ký ức, mà không phải từ trong miệng của người ngoài biết được chân tướng." "Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy đoán của anh, còn cần phải điều tra." Kỳ Tu Nhiễm nói. "Còn nữa, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm lại nói, thật ra thì anh cũng không tin võ đạo Liên Minh công hội truy sát em là bởi vì ông ngoại của em. Ông ngoại, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhắc đến ông ngoại, trong đầu của Diệp Oản Oản trong nháy mắt hiện ra hình ảnh ông lão đối xử với bé gái năm đó cực kỳ nghiêm khắc. Không sai, Kỳ Tu Nhiễm khẽ vuốt cầm, mỉm cười, có lẽ em còn chưa nhớ lại những thứ này. Ông ngoại của em là hội trưởng tiền nhiệm của võ đạo Liên Minh công hội. Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy rung động hội trưởng tiền nhiệm của Võ Đạo Liên minh Công hội, là ông ngoại của nàng. Quan hệ giữa ông ngoại và cha mẹ em cực kỳ xấu, từ khi em còn nhỏ đã dẫn em rời khỏi nhiếp ra. Nhiếp a Di vẫn cho rằng bà còn thiếu nợ nhiếp vô ưu, vô cùng thương yêu thứ hàng giả đó, cũng là do tầng quan hệ này. Vậy thì hiện tại ông ngoại của tôi đang ở đâu? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Ông ngoại của mình là hội trưởng một đời trước, võ đạo liên minh công hội còn dám đuổi giết chính mình. Dựa vào cái gì? Nhiều năm trước đã mất tích, về phần tung tích không một ai biết, Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói. Diệp Oản Oản, có một ngọn núi lớn như ông ngoại chống lưng, lại có thể mất tích. Có phải là do tranh đấu nội bộ của Võ Đạo Liên Minh Công hội hay không? Sau một thoáng trầm tư, Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Rất có thể, hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công hội, thập phần thần bí, có rất ít người từng thấy được khuôn mặt thật của hắn ta. Tác Phong làm việc và thủ đoạn độc ác, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp gì. Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Có một số việc, có lẽ cần phải chờ em hoàn toàn nhớ lại hết thảy mới có thể biết được. Hiện nay, em không cần phải làm bất cứ chuyện gì, cũng đừng tiếp tục chọc giận Võ Đạo Liên Minh Công hội nữa. Sau khi thảo luận về Võ Đạo Liên Minh Công hội xong, Diệp Oản Oản vốn định đem chuyện hôn ước giữa hai người nói cho rõ ràng, nhưng Kỳ Tu Nhiễm cũng đã xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi quán rượu, diệp oản oản để cho bác đầu và thất tinh về không sợ minh trước còn nàng thì lại tự lái xe chạy về hướng biệt thự của mình biệt thự kia có chút âm u diệp oản oản rất ít khi ở lại biệt thự phần lớn thời gian đều ở tại không sợ minh lần quay trở về nhà này chủ yếu là muốn quan sát kỹ một chút xem mình năm đó có lưu lại đầu mối gì ở tại biệt thự này hay không nhưng mà sau khi lật tung cả nóc biệt thự lên lại cũng không tìm được vật gì có giá trị diệp oản oản mới vừa từ trong biệt thự đi ra vừa đi tới bên cạnh xe chân mày bỗng nhíu lại một cái qua gương chiếu hậu diệp oản oản nhìn thấy rõ ràng gã đàn ông lần trước xuất hiện tại hoa quốc muốn cướp đoạt chiếc nhẫn của mình đang đi đến diệp oản oản làm bộ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không lên xe trực tiếp hướng về nơi ở của dịch thủy hàn mà đi cảm giác được có người đến gần diệp oản oản không nói hai lời trực tiếp móc chìa khóa ra mở cửa phòng nhà dịch thủy hàn ra mới vừa vào trong phòng một vị nam nhân ăn mặc quần áo ngủ hoạt hình ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt nhìn chằm chằm diệp oản oản cánh cánh cửa này không tệ sau khi cảm nhận được ánh mắt bất thiện của dịch thủy hàn diệp oản oản cười nói làm sao cô lại có chìa khóa nhà tôi dịch thủy hàn nhìn chằm chằm diệp oản oản âm thanh hơi có chút khàn khàn càng lộ ra vẻ nam tính diệp oản oản dịch đại hiệp đây là dịch vụ hậu mãi, cửa là do tôi bán cho anh, tôi khẳng định phải có chìa khóa dự phòng. Lỡ như ngày nào đó chìa khóa nhà anh mất rồi, thì chỗ của tôi vẫn còn. Đúng không? Diệp Oản Oản nói. chương 1956, sư phụ, không được khi dễ mẹ con. Diệp Oản Oản nghĩ thầm, dù có lúng túng cũng được. Dù sao cũng tốt hơn là bị người bên ngoài bắt. Trước lạ sao quen, dầu gì cũng không phải là lần đầu tiên. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, một thân ảnh nhỏ gầy, cũng mặc trang phục phim hoạt hình, lại chậm rãi từ trong nhà bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Đường đường. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm đường đường, lúc này cũng hơi kinh ngạc, liền vội vàng hô lên. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đường đường nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đường đường, không phải là con đang đi học sao?" Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Rõ ràng trước đó nhiếp chủ mẫu đã nói với nàng, Đường Đường đang đi học kia mà. Làm sao chỉ chớp mắt đã chạy đến trong nhà của Dịch Thủy Hàn? "Đường Đường, sư phụ nói học võ quan trọng hơn một chút." Đường Đường vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản đã trợn trừng mắt lườm Dịch Thủy Hàn một cái, thằng bé còn nhỏ như vậy, học võ cái gì? "Anh còn suối bậy Đường Đường bảo bảo của tôi, không để cho nó đi học." dịch thủy hàn lườm diệp oản oản một cái nói vậy rốt cuộc cô là ai diệp oản oản sư phụ cô ấy là mẹ con đường đường bước nhanh tới trước người diệp oản oản đem nàng che chở ở sau lưng sư phụ ngài không được khi dễ mẹ con ta lúc nào lại khi dễ mẹ con rồi dịch thủy hàn lạnh nhạt nói anh không được khi dễ con trai tôi diệp oản oản cau mày nghe tiếng ánh mắt của dịch thủy hàn rời tới trên người diệp oản oản Tôi lúc nào lại khi dễ con cô rồi? Anh không cho con trai tôi đi học, chính là khi dễ con trai tôi." Diệp Oản Oản chẳng sợ đối lý. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Đường Đường hơi có chút chột dạ nhìn Diệp Oản Oản một cái, "Mẹ, chuyện này không thể trách sư phụ, là con gọi điện thoại cho sư phụ, nhờ sư phụ dẫn con rời khỏi trường học." "Bảo bối, ở độ tuổi hiện tại của con, nhất định phải đi học cho giỏi, biết không?" Diệp Oản Oản khuyên nhủ, "Mẹ nhưng các thầy cô và bạn bè ở trường, ai cũng đều có phần quá ngu rồi. Giọng nói của đường đường hơi có chút bất đắc dĩ, con không muốn ở cùng một chỗ với bọn ngu. Diệp Oản Oản, suy nghĩ kỹ một chút, đối với đường đường mà nói, đặt bạn đồng lứa ở bên cạnh cậu bé, đúng là có phần quá khập khiếng. Diệp Oản Oản vốn cũng không hề hoài nghi chuyện này, bảo bối do nàng và tư giả hàn sinh ra, đương nhiên là một thiên tài rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, cửa chính đã bị gõ. Đường đường, đi mở cửa, dịch thủy hàn lên tiếng. Đừng mở, Diệp Oản Oản liền vội và ngăn cản đường đường. Mẹ, sao vậy, thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, chân mày đường đường khẽ nhíu lại. Một giây kế tiếp, dầm một tiếng, cửa trống trộm bị người ta từ bên ngoài đá văng. Mấy người nam nữ trẻ tuổi, nhanh chóng đi vào. Lại gặp mặt rồi, gã đàn ông cầm đầu vóc người gầy gò, thời điểm nhìn thấy Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói. Diệp Oản Oản, người đúng là thuốc cao bôi trên da chó, muốn bỏ cũng bỏ không được, đúng không? Đem chiếc nhẫn giao cho ta, tha cho người khỏi chết. Một cô gái trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản. Các ngươi là ai, đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, ánh mắt đường đường bỗng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía mấy tên nam nữ trẻ tuổi xông vào trong phòng, mở miệng nói, nói chuyện với mẹ ta như vậy, cũng có phần quá cuồng vọng. Nhóc con, nơi này không có chuyện của ngươi. Nữ nhân nó có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát lên. Nghe vậy, đường đường nhìn về phía ả ta giống như đang nhìn một đứa ngu, ta đã nói, cô ấy là mẹ của ta, người nói xem có chuyện của ta hay không. Xem ra, người cũng ngu giống y như đám bạn học và thầy cô của ta ở trường. chương 1957, Hảo Hán không đề cập tới cái dũng năm đó. Đường đường vừa dứt tiếng, nữ nhân kia nhất thời giận dữ, thằng nhãi, ngươi. Các ngươi, xem nhà ta là nơi nào rồi hả? Trong âm thanh khàn khàn ẩn chứa một chút mất kiên nhẫn, dịch thủy hàn mặc quần áo ngủ phim hoạt hình, chậm rãi tiến lên. Dịch huynh, tại sao lại là anh? Sau khi nhìn thấy dịch thủy hàn, gã đàn ông gầy gò cầm đầu nhất thời thoáng sừng sốt. Ồ, ta tưởng là ai, thì ra là người của dòng chính. Dịch thủy hàn lạnh lùng nói. Dịch huynh, vô cùng xin lỗi, Chúng tôi không biết nơi này là nhà của anh." Nam nhân gầy gò hướng về Dịch Thủy Hàn cúi người chào. Bồi thường cánh cửa, sau đó cút đi." Dịch Thủy Hàn nói. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, thần sắc cổ quái. Dịch Thủy Hàn có quen biết những người này, còn nữa, dòng chính là có ý gì? Sau khi biết được người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ, thoạt nhìn như có hội chứng ngủ nhiều, lại vô cùng dễ nóng giận, lại là Dịch Thủy Hàn mấy người nam nữ trẻ tuổi do gã đàn ông gầy gò kia mang tới đồng loạt hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc độc lập châu từ trước tới nay anh ta chính là người đàn ông có thực lực võ đạo mạnh mẽ nhất không ai sánh bằng thì ra ngài chính là dịch đại ca chúng tôi vẫn luôn nghe bên trên nhắc đến ngài dòng chính có thể có sự ủng hộ của ngài thật là như hổ thêm cánh nữ nhân mới vừa rồi nhìn chằm chằm dịch thủy hàn mặt đầy vẻ sùng bái ha ha dịch huynh chính là người của dòng chính chúng ta. Nam nhân gầy gò cười nói. Diệp oản oản. Thế này con miệng nó, dịch hủy hàn lại là người của bọn họ. Chính mình con miệng nó lại chạy trốn vào hang cọp rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy, mẹ của dịch huynh là người của dòng chính chúng ta, vậy nên tự nhiên dịch huynh cũng là người của dòng chính chúng ta rồi. Cô gái kia cũng vội vàng gật đầu hùa theo. Chợt, nam nhân gầy gò nhìn về phía dịch hủy hàn, dịch huynh, Bên trên có giao nhiệm vụ, yêu cầu chúng tôi lấy chiếc nhẫn của cô gái này. Còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, Đường Đường cau mày nói, "Sư phụ, ngài không thể khi dễ mẹ của con." Dịch Thủy Hàn nhìn chằm chằm Đường Đường, "Ta lúc nào từng khi dễ mẹ con rồi?" Dịch Thủy Hàn nói xong, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người mấy người kia, "Ta nhớ rõ ta mới vừa nói qua. Bồi, thường, cánh, cửa, sau, đó, cút." Dịch huynh. Dịch Thủy Hàn rứt tiếng thần sắc mấy người nam nữ trẻ tuổi kia run lên một cái. Chuyện này, đây chính là mệnh lệnh của phía trên, nữ nhân vội vàng nói. Người ở phía trên, có quan hệ gì tới ta đâu. Dịch thủy hàn dần dần hơi mất kiên nhẫn. Sư phụ ta bảo các người biến, còn không biến, chỉ có một con đường chết. Không có cơ hội lần hai, đường đường lạnh lùng nhìn mấy người. Được, tiền đền cửa, chúng tôi sẽ sớm chuyển vào tài khoản của dịch huynh nam nhân gầy gò trong nháy mắt đưa ra quyết định sau khi nhìn diệp oản oản một cái hắn ta mới xoay người rời khỏi nơi này chờ sau khi mọi người rời đi ánh mắt dịch thủy hàn mới rơi vào trên người diệp oản oản nói như vậy cô có chìa khóa nhà tôi là xem nhà tôi như một chỗ tị nạn diệp oản oản làm sao có thể chứ tôi xem dịch đại hiệp như nơi tị nạn chứ không quan tâm tới cái nhà tất nhiên lời như vậy diệp oản oản cũng sẽ không nói ra tới nàng đẹp chứ đâu có ngu. Cô đường đường là minh chủ không sợ minh, vậy mà những những người này cũng đều không đánh lại sao. Một câu nói kế tiếp của dịch thủy hàn, lại khiến cho Diệp Oản Oản sợ hết hồn. Anh, biết rồi hả, Diệp Oản Oản mặt đầy lúng túng. Cô thật sự coi tôi như một đứa ngu sao. Người tới lắp cửa cho tôi, là người của không sợ minh các người, tôi đã từng thấy cậu ta. Dịch thủy hàn thờ ơ bóc chân. Diệp Oản Oản. Bác, đầu cái tên đàn em không đáng tin cậy này, bảo cậu ta ẩn giấu cho tốt một chút, vậy mà lại để bị nhìn ra rồi. Sao vậy, năm đó ngay cả tôi mà cô cũng dám khiêu chiến, hiện nay, cô lại trở thành cái bộ dáng này rồi. Dịch thủy hàn mặt không đổi sắc nói. Diệp oản oản, chính bởi vì, Thảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó. chương 1958, ý mẹ nói là tu la chủ sao. Dịch đại hiệp, từ lúc nào anh đã biết được thân phận của tôi diệp oản oản mặt đầy hiếu kỳ nhưng mà dịch thủy hàn căn bản không để ý tới sự nghi ngờ của diệp oản oản lạnh nhạt nói thân phận của cô đúng là tôi không có hứng thú đi tìm hiểu cô là ai đối với tôi mà nói cũng không quan trọng diệp oản oản không thẹn là người mạnh nhất độc lập châu từ trước tới nay nói chuyện cũng bá đạo như vậy thật là quá con miệng nó điên rồi đi nhưng lại khiến cho mình không cách nào phản bác nhưng ở trước mặt con trai bảo bối của nàng, có thể lưu lại cho nàng chút mặt mũi được không?" Dịch Thủy Hàn rốt cuộc có biết câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hay không? Dịch Đại Hiệp, mới vừa rồi mấy người kia, anh có quen biết." Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mặt đầy hiếu kỳ. Đám người kia đối với chiếc nhẫn của nàng thèm khát như chân bảo, nếu như không cướp được tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng mà đối với bọn họ nàng lại chẳng mảy may biết chút thông tin gì. Diệp Oản Oản thực ra cũng không sợ bị người khác cướp đồ, nhưng nếu như ngay cả bất kỳ tin tức gì của đối phương cũng không biết, vậy mới thật sự là bi ai. Người của dòng chính, Dịch Thủy Hàn mở miệng nói. Dòng chính, Diệp Oản Oản có chút mộng bức. Ý tứ của từ, dòng chính, thì nàng biết, nhưng... Người của dòng chính, thì lại có ý gì? Dòng chính là một thế lực. Cái này cần quay ngược lại điểm khởi nguyên của độc lập châu dịch thủy hàn không có chút nghi kỵ nào giải thích là đời sau của nhóm người đã khai sáng độc lập châu có ý gì diệp oản oản càng thêm mộng bức những người này và nhóm người đã khai sáng độc lập châu có quan hệ gì bây giờ những cổ tộc của độc lập châu kia là thuộc về dòng thứ mà đám người lúc nãy là thế lực thuộc về dòng chính dịch thủy hàn nói chờ một chút dịch đại hiệp ý anh nói là dòng chính và dòng thứ đều là đời sau của nhóm người khai sáng độc lập châu. Nhưng dòng chính và dòng thứ sau đó lại sinh ra mâu thuẫn, từ đó tách ra. Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Không sai, dịch thủy hàn gật đầu, nói đúng ra, là dòng thứ đuổi dòng chính ra khỏi độc lập châu. Mà dòng chính cũng lên kế hoạch tiêu diệt dòng thứ, một lần nữa cầm quyền. Diệp Oản Oản, chuyện này con miệng nó, quá cẩu huyết rồi đi, thì ra còn có thể có một kịch bản như vậy. Theo lý thuyết mà nói, địa vị huyết thống của dòng chính cao hơn dòng thứ nhưng hôm nay tại độc lập châu tất cả đều là dòng thứ dòng thứ đã đuổi dòng chính ra khỏi độc lập châu nếu như đổi lại là cô cô có thể nhẫn nhịn hay không dịch thủy hàn hỏi diệp oản oản không thể giờ phút này chân mày diệp oản oản đã nhíu chặt nàng còn nhớ tư giả hàn là người của cổ tộc tư thị nói như vậy tư giả hàn cũng là dòng thứ dòng chính dự định diệt trừ tất cả dòng thứ, há chẳng phải là nói, đến lúc đó ngay cả người đàn ông của nàng cũng gặp nguy hiểm. Dịch đại hiệp, anh là người của dòng chính, cho nên, anh mới muốn diệt trừ đám người cổ tộc kia. Diệp Oản Oản nhìn Dịch Thủy Hàn, thử hỏi do. Chuyện này không liên quan đến cô, Dịch Thủy Hàn nói. Nếu Dịch Thủy Hàn không nói, Diệp Oản Oản cũng sẽ không mặt dày truy hỏi đến cùng. Cái vấn đề này đến đây thì dừng. Bất quá, không thể không nói, cái anh chàng dịch hủy hàn này, dường như biết rất nhiều chuyện. Nếu có cơ hội nhất định mình phải đào hố anh ta mới được. Nếu như không dụ được dịch hủy hàn, vậy thì hỏi đường đường. Dù sao đường đường cũng là đồ đệ của dịch hủy hàn, nói không chừng nhóc sẽ biết một ít gì đó. À, đúng rồi, đường đường bảo bối, mẹ có chuyện muốn nói với con. Người đàn ông lúc trước chúng ta gặp có dung mạo rất giống với cha của con, con còn nhớ không? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương hỏi dò. Đường đường thấy mẹ nãy giờ cứ chăm chăm nói chuyện với sư phụ không chú ý đến mình, hơi có chút ai oán. Vào lúc này thấy mẹ rốt cuộc đã quan tâm đến mình rồi, ánh mắt nhất thời sáng lên, khẽ nghiêng đầu nhỏ, ý mẹ nói là tu la chủ sao. chương 1959, các người vui vẻ là được rồi. Gào, bộ dáng nghiêng đầu của con trai mình quá mô ê. Diệp Oản Oản không kềm lòng được, xoa xoa đầu của cậu bé đúng 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 chính là người đó bảo bối con cảm thấy người ấy như thế nào thành công dùng bộ dáng kêu đổi được sự vuốt ve của mẹ đường đường hít mắt lại mặt đầy vui vẻ nghe đến đó cậu bé bỗng sững sờ nghiêng đầu nhỏ hỏi mẹ mẹ yêu người khác rồi hay sao diệp oản oản khục khục sao ho khan sao diệp oản oản ho khan thật lâu mới ngừng lại được nàng cảm thấy nhất định phải tạo nên một hình tượng tốt về cha trong mắt con nhỏ nhất là bây giờ đã xác định tư giả hàn chính là cha ruột của đường đường bảo bối. Tuyệt đối không thể để cậu bé cảm thấy quan hệ giữa mình và cha không tốt. Vì vậy, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng nói, khục khục, làm sao lại như vậy được. Mẹ vẫn yêu cha của con nhất đấy. Nhưng lần trước tại phố ăn vặt, con có cảm giác mẹ hơi hơi thích tu la chủ, mẹ vẫn luôn nhìn ông ấy. Đường đường nhận xét, Diệp Oản Oản không khỏi lệ rơi đầy mặt, không hổ là con trai tư giả hàn sinh, quá thông minh rồi. Không phải vậy đâu, mẹ không có như vậy mà, đừng nói nhảm. Làm sao có thể chứ? Thật ra thì, thật ra thì là như vậy, hiện tại không phải là cha của con đang ở tại Hoa Quốc, không có biện pháp nào gặp mặt chúng ta được hay không? Mẹ nhìn tu la chủ nhiều hơn mấy lần chỉ là bởi vì, vì ừ. Ngắm vườn mơ giải khát, Diệp Oản Oản rốt cuộc tìm ra được một cái lý do. Ngắm vườn mơ giải khát. Nghe nói như vậy, vẻ mặt nhỏ của đường đường dường như rất là một lời khó nói hết. Mới vừa rồi còn luôn miệng nói không chơi cùng kẻ ngu, bây giờ đường đường bảo bối lại gật đầu một cái thì ra là như vậy. Diệp oản oản, đúng đúng, chính là như vậy. Mẹ con rõ ràng là đã vừa mắt người ta rồi đi. Một bên, dịch hủy hàn nhíu mày nói một câu. Đường đường bảo bối nhất thời nghiêm túc nói, không cho sư phụ nói mẹ con như vậy. Diệp oản oản, không được ly gián tình cảm mẹ con chúng tôi. Dịch Thủy Hàn, xem như tôi chưa nói, các người vui vẻ là được rồi. Không ngờ tới đi tránh hiểm lại sẽ ngoài ý muốn gặp được đường đường, Diệp Oản Oản nắm chặt cơ hội trò chuyện cùng tiểu bảo bối thật lâu. Mãi đến khi Dịch Thủy Hàn đã bắt đầu tiến khách. Đường đường cũng không thể ở bên này chơi quá lâu, còn phải trở về nhiếp ra. Lúc này Diệp Oản Oản mới lưu luyến không thôi mà rời đi. Trở lại biệt thự sát phách, Diệp Oản Oản tắm rửa một phen, sau đó nằm trên giường không nghĩ tới những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đều đã đuổi tới độc lập châu rồi. Cũng còn may là bên này nàng có một cái bắp đùi để ôm, hữu kinh vô hiểm. Khoảng thời gian này, lượng tin tức nàng lấy được thật sự là quá lớn. Diệp Oản Oản đang nằm ở trên giường sửa sang lại dòng suy nghĩ, ngoài cửa sổ đột nhiên có một tia chấp xẹt qua, tiếp đó là sấm chấp rền vang, một cơn mưa lớn ảo ảo chút xuống. Đệt! Làm sao trời lại đột nhiên đổ mưa to rồi? ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét những bóng cây phản chiếu lên cửa sổ giống như những bóng ma và cả tiếng gió rít như quỷ khóc sói chu vô cùng đáng sợ diệp oản oản đã dợn hết cả da gà lên rồi không những vậy ngọn đèn ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên vụt tắt vốn là nàng vẫn còn đang chửi rủa bạch phong là một đứa ngốc thích ở tại loại địa phương quỷ quái này vạn vạn không ngờ tới bạch phong lại chính là nàng và cũng chính là đứa ngốc kia vốn là nàng đã sắp thích ứng với chỗ quỷ quái này rồi, nhưng trận sấm chớp rền vang này, thảm nhất là còn bị cút biệt, độ khủng bố trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần có được không? Diệp Oản Oản quả quyết lấy điện thoại di động ra cầu cứu. Vốn định từ không sợ Minh gọi thêm mấy người qua để tiếp thêm một chút can đảm, nhưng nghĩ lại thì cũng huề vốn cả thôi. Con miệng nó, bình thường những người đó đều xem nơi này như núi đao biển lửa, không dám bước vào một bước. Không có lấy một người đáng tin cậy. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên sáng lên, chuông reo. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên khiến Diệp Oản Oản sợ đến suýt chút nữa đã ném điện thoại xuống đất. Cũng may là kịp dừng lại, một giây kế tiếp liền thấy rõ tên người gọi đến, lão bản xưởng dấm độc lập châu. Chương 1960, ví dụ như anh đặc biệt yêu em. Làm sao anh lại gọi em vào lúc này? Có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Oản Oản có chút ngoài ý muốn sau khi trao đổi số điện thoại tư giả hàn chỉ chủ động gọi điện thoại cho nàng có một lần dù vậy cũng đã coi như là đột phá rất lớn rồi không nghĩ tới lại còn có lần thứ hai tư giả hàn không có việc gì nhấn nhầm số diệp oản oản nhấn nhấn nhầm số lại có thể chẳng qua chỉ là nhấn nhầm số khuôn mặt tràn đầy mong đợi của diệp oản oản đều đã đen lại rồi em đang làm gì đầu kia điện thoại di động một giọng đàn ông nhu hòa truyền tới thanh âm của chàng trai như có sức mạnh trấn an lòng người, hết thảy mọi thứ ngoài cửa sổ phảng phất như bị cách ly sang một thế giới khác, Diệp Oản Oản trong nháy mắt cảm thấy chúng không còn đáng sợ nữa. Nằm trên giường ngủ mà thôi, ai ngờ đâu trời lại đột nhiên mưa như thác đổ. Chỗ quỷ quái này, khiến mưa có chút dọa người hơn. Diệp Oản Oản ủy khuất không thôi, kêu gào đầy bi thương. Tại sao lại không đổi chỗ ở? Tư Dạ Hàn hỏi. Nghe nói ban đầu em và người ta đánh cược, em nói tóc húi cua ca này có gì mà không dám mua căn nhà ma ám tại độc lập châu chứ? Hiện tại không đổi được, em không có sĩ diện sao? Diệp oản oản lầu bầu. Tư giả hàn. Giọng nói của tư giả hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu đậm, đã đóng chặt cửa sổ chưa? Diệp oản oản, đóng chặt rồi. Tư giả hàn, vậy thì tốt, không có chuyện gì, anh cúp máy đây. Không được, không được cúp, điện bị cúp, a à cửu, em sợ lắm, anh bồi em nói chuyện được không? Mặc dù thật ra thì đã không còn quá sợ nữa, nhưng bất quá giọng nói của Diệp Oản Oản lại càng thêm đáng thương. Đầu kia điện thoại di động nhất thời yên lặng, tựa hồ là sợ cô gái không nghe được âm thanh của mình sẽ sợ hãi, nên chỉ trầm mặc ước chừng 1 2 giây, chàng trai liền lập tức đáp lời, "Được." Sau khi lấy được tiếng bảo đảm này, Diệp Oản Oản nhất thời giống như giao long vào biển lớn, bắt đầu gẹo trai tương đương. "A, à, Tu La chủ đại nhân, không phải là anh gọi nhầm số đúng không?" có phải là anh nhìn thấy trời mưa như thác đổ nên lo lắng em sẽ sợ hãi? Căn bản cũng không phải là gọi nhầm số, đúng chứ? Diệp Oản Oản cười híp mắt. Tư giả hàn, em suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Oản Oản, em suy nghĩ nhiều rồi. Vậy anh nói cho em biết, nửa đêm canh ba anh không phải là gọi cho em, thì đang gọi cho tiểu yêu tinh nào? Tư giả hàn. Diệp Oản Oản, khai mau. Đầu kia điện thoại, chàng trai bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hiện tại không còn sợ. Diệp Oản Oản rót mật ngọt vào tai, bởi vì nghe được âm thanh của anh đấy. Sau khi trò chuyện mấy câu, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không còn sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy bầu không khí nói chuyện phiếm lúc nửa đêm này thật thú vị. "Đúng rồi, A Cửu, anh có biết chuyện của dòng chính và dòng thứ tại Độc Lập Châu hay không?" "Làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Âm thanh tư giả dạ Hàn dường như trầm thêm vài phần. "Diệp Oản Oản, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, nghe nói dòng chính một lòng muốn diệt trừ dòng thứ kia mà." tư thì cổ tộc của anh không phải là dòng thứ sao. Tại Độc Lập Châu, hai hệ phái này đã tranh đấu từ xưa đến nay, nội tình trong đó không phải là vài ba lời có thể nói rõ ràng. Không nên dính vào những thứ này, không liên quan gì tới em. Giọng nói của tư giả hàn có chút nghiêm túc. Dính vào những thứ này, em rảnh như vậy sao? Tất cả thời gian rảnh em đều dành để dỗ anh rồi có được hay không? Không nói thì không nói, hứ, ngược lại em cũng không muốn nghe những thứ này, thật vô vị. Vậy, anh nói một vài câu êm tai đi. Diệp Oản Oản cười hít mắt yêu cầu. Câu tất cả thời gian rảnh em đều dành để dỗ anh, đã thành công khiến cho giọng nói của chàng trai lại mềm nhũn ra, nói cái gì? Diệp Oản Oản, ví dụ như, anh đặc biệt yêu em, không có em không sống được, yêu em đến chết đi sống lại. Tư giả hàn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1960.